Chương 11 Ăn chung Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lâu anh đi tới vừa thấy, phát hiện bên trong xe chỉ có Hạ Thanh Xuyên một người, theo bản năng hỏi câu, liền ngươi một người A, Hạ Lão Sư. Ân, lên xe đi. Cái này, lâu anh cũng không dùng đi khai chính mình xe, nàng cùng tề thi ngồi trên sau tòa, hướng hắn báo thượng địa chỉ, xe liền chậm rãi xử ra khách sạn. Sau lưng bọn họ một chỗ cây cối thấp thoáng bụi cây mặt sau, La Thiến cầm lấy di động lặng lẽ chụp được này một màn. Nhìn di động lý ảnh chụp, trên mặt hắn lộ ra một cái đắc ý cười đến. Nhìn ngươi lúc này như thế nào tẩy bạch. Nhất tưởng khởi tiền hai ngày nàng kia cao cao tại thượng tư thái, nàng trong lòng liền hận không được. Đều là ở giới giải trí hỗn, ai so với ai khác sạch sẽ a. À. Khó trách ngày đó Hạ Thanh Xuyên sẽ vì nàng nói chuyện đâu nguyên lai like là đã sớm liên lụy không rõ a à. lâu anh nói địa phương cách khách sạn không tính quá xa nhưng bởi vì vừa lúc gặp được tan tầm thời gian trên đường ở kẹp xe cuối cùng tìm không sai biệt lắm một cái nửa giờ mới đến lâu anh trước tiên đánh so chiêu hô vừa mới tiến đến còn có chuyên môn bồi bàn lĩnh nàng đi của nàng ghế lô bồi bàn nhìn thấy hạ thanh xuyên khi mặc dù cũng kinh ngạc nhưng tốt chức nghiệp rèn luyện hàng ngày gọi hắn nhẫn hạ này phân tò mò nơi này không có thái đơn mỗi lần đến ăn cái gì đều từ chủ trù quyết định bất quá sợ hạ thanh xuyên không thói quen lâu anh vẫn là bổ sung hỏi một câu hạ lão sư nơi này không có thái đơn ngươi hội để ý sao nếu có cái gì ăn kiêng ngươi có thể nói hạ thanh xuyên lắc đầu ta đều được không có gì ăn kiêng một đường đi tới nơi này hoàn cảnh thanh u bồi bàn huấn luyện có tố cơ hồ không thấy được bao nhiêu ngoại lai khách nhân, vừa thấy chính là tư nhân nhà hàng. Loại này tư nhân nhà hàng đều có chính mình sở trường tuyệt sống tài năng hỗn đi xuống, cho dù không hợp hắn khẩu vị, ít nhất cũng sẽ không nan ăn. Phương Thúc Thúc làm đồ ăn tốt lắm ăn, hắn tối rõ ràng từng cái thời gian nên ăn cái gì. Lâu anh tận hết sức lực hướng Hạ Thanh Xuyên nói nhà này hảo chỗ, hy vọng được đến Hạ Thanh Xuyên tán thành. Người nhà đầu kia, đến đây cũng không lại đây xem ta, liền nhớ thương của ta đồ ăn. Ngoài cửa truyền đến một trận sang sản hùng hậu giọng nam. Ngay sau đó, một cái mặt màu trắng đầu bếp sim y trung niên nam tử theo ngoài cửa tiến vào. Nào có, ta này không đang chuẩn bị đi tìm ngài, ngài liền trước một bước lại đây. Lâu anh nhuyễn thanh âm làm nũng. Lúc này, phương tự mới nhìn đến hạ thanh xuyên, khó tránh khỏi ngoài ý muốn, vị này là. Hạ tiên sinh. Phương tự chỉ tại màn hình thượng gặp qua, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Không nghĩ tới chân nhân so với màn ảnh thượng càng cụ khí tràn, quả nhiên là có thể hồng biến cả nước đại minh tinh. Ngài Hảo, ta là Hạ Thanh Xuyên. Ngài Hảo, ngài là lần đầu tiên đến đây đi, nơi này cơm rau dưa chiêu đãi không chu toàn, mong rằng ngài không cần để ý. Phương tự đang cùng Hạ Thanh Xuyên nói xong lời khách sáo, lại bị bên cạnh lâu anh đánh gãy phương thúc thúc ngài liền đừng khiêm nhường ngài trù nghệ ta là biết đến bằng không ta cũng sẽ không mang hạ lão sư đến ngài người này a à. ngươi nha đầu kia phương tự bất đắc dĩ khinh mắng một câu tiện đà đối hạ thanh xuyên nói ngươi là anh anh mang tới được cái thứ nhất bằng hữu ta cũng không biết ngươi thích cái gì liền chiếu tiểu nha đầu thích chuẩn bị ta không kiên ăn hạ thanh xuyên cười yếu ớt hắn mặc bạch quần áo trong ngũ quan thanh tuyển phối hợp hắn khí chất như là thanh quý phi phàm thế gia công tử mà không phải giới giải trí làm hồng diễn viên. Vậy là tốt rồi, đồ ăn đều bị thường, lập tức hảo, ta trước đi xem. Chờ phương tự vừa ly khai, ghế lô lý liền chỉ còn lại có lâu anh ba người. Tề thi tọa ở một bên, cố gắng thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Không biết vì cái gì, nàng luôn luôn một loại chính mình ở làm bóng đèn cảm giác. Rõ ràng, có thể cùng nam thần như thế gần gũi một mình ở chung, nàng hẳn là kích động không thôi mới là. Cuối cùng, nàng chỉ có thể quy kết đối với này hai người nhan giá trị rất cao. Người người đại diện có nói với ngươi đại ngôn chuyện sao? Hạ Thanh Xuyên nhớ tới sáng nay Vương Hy nói cho hắn tin tức, cô lo phun phẩm bài định tìm hắn cùng Lâu Anh đại ngôn. Ân. Ừ. Lâu Anh chọn mi, ánh mắt cổ một vòng, không biết hắn vì cái gì đột nhiên nhắc tới chuyện này, còn không có, làm sao vậy? Ngươi tưởng tiếp cô lo phun đại ngôn sao? Hạ Thanh Xuyên thưởng thức bắt tay vào làm lý chén trà, trắng noãn chén trà cùng hắn thon dài cân xứng ngón tay tương giao chiếu rọi, gọi người không hiểu nghĩ đến cổ đại khi mạch thượng nhân như Ngọc Thanh Quý Công Tử. Đến hắn tình trạng này, này đại ngôn có cũng được mà không có cũng không sao, hơn nữa, hắn đối nước hoa cũng không có hứng thú. Bất quá, nàng nếu tưởng tiếp mà nói, hắn cũng có thể kế tiếp này a, à, ta còn chưa nghĩ ra. Lâu Anh trảo trảo sợi tóc nơi tay chỉ thượng truyền quyển quyển. Nghe được tin tức này, Lâu Anh tuy có điểm ngoài ý muốn, nhưng không rất kinh hỉ. Nếu nàng tưởng Lâu Gia có thể cấp nàng tiếp lớn hơn nửa bài đại ngôn, chính là không này tất yếu. Nàng lại không cần dựa vào đại ngôn sống. Hạ Thanh Xuyên nhìn trước mắt tiểu cô nương, trên mặt càng còn nhiều mà suy tư mà không phải kinh hỉ hoặc chí ở nhất định phải liền đoán nàng không rất coi trọng này đại ngôn. Cô Lo Phun muốn mời ngươi ta đại ngôn tân nhất quý, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Thanh Xuyên hết chỗ chê là, lúc này đây đại ngôn chủ đề là tình yêu. Ta đều được, xem hàng tỷ đàm thế nào. Ân, đến lúc đó hẳn là hội tái tiến hành nói chuyện. Hạ Thanh Xuyên thản nhiên gật đầu, mí mắt vi liễm, thật dài lông mi ở hắn trước mắt đầu tiếp theo mảnh nhỏ bóng ma. Không có lập tức được đến khẳng định hồi phục, hắn có trong nháy mắt mất mát, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, mau cơ hồ muốn gọi người phát hiện không đến. Hai người vừa dứt lời, bồi bàn sẽ thượng đồ ăn. Tám tháng phân thiên, nhiệt người đều phải bị cảm nắng. Bởi vậy, phương tự chuẩn bị đồ ăn phẩm, đều là thiên giải thử. Hạ Thanh Xuyên nếm qua rất nhiều địa phương Mỹ thực, cũng vẫn là bị nơi này thực vật kinh diễm một chút. Lâu anh nhìn đến Hạ Thanh Xuyên ánh mắt sáng lượng, mở to mắt to hỏi ăn ngon sao? Hạ Thanh Xuyên gật gật đầu, "Ăn ngon, ta rất ít ăn đến như vậy nguyên nước nguyên vị đồ ăn, ngươi này thúc thúc rất lợi hại." Được đến Hạ Thanh Xuyên tán thành, lâu anh đuôi lông mày đều mang theo vui sướng cùng tự hào, đây chính là nàng tự mình đề cử. "Ngươi nếu thích, về sau có thể thường đến, dù sao ngươi cũng nhận thức phương thúc thúc." Ân. Ừ. Hạ Thanh Xuyên gật đầu ứng hạ, lại chưa nói chính mình về sau hội lại đến nếu không có nàng hắn cũng sẽ không cố ý chạy đến nơi đây đến hai người cơm nước xong trở lại khách sạn khi bóng đêm thâm trầm đã muốn là chín điểm nhiều chờ hạ thanh xuyên đi đình hảo xe ba người cùng nhau vào thang máy đi vào tiền hạ thanh xuyên đột nhiên sau này nhìn thoáng qua trong mắt lóe nghi hoặc làm sao vậy lâu anh theo hắn ánh mắt nhìn lại trống rỗng cũng không có phát hiện cái gì hạ thanh xuyên áp chế nghi hoặc không có gì có thể là của ta ảo giác. Ngay tại vừa rồi, hắn tự hồ cảm giác được có người ở chỗ tối rình chính mình, nhưng hắn xoay người xem lại quả thật không có người. Lâu anh vừa cẩn thận nhìn mắt, nàng cảm thấy Hạ Thanh Xuyên sẽ không vô duyên vô cớ như vậy, nhưng nàng cũng không thấy ra cái gì. Tốt lắm, đừng lo lắng, chúng ta vào đi thôi. Hạ Thanh Xuyên bàn tay to sờ thượng lâu anh đầu, còn không giấu vết nhu nhu. Ân, quả thật thực nhuyễn, lông xù, có điểm giống. Hắn ba mẹ trong nhà kia chích béo quất. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Lâu anh. Ta là béo quất. Chương 12. Bị tính kế. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Lâu anh cảm giác hạ thanh xuyên sờ thấu bộ dáng có điểm giống trộm chó đầu, nhưng nàng lại không có chứng cớ. Hơn nữa, hắn rất nhanh đã đem tay cầm mở, nàng cũng không hảo thu không để đợi cho thang máy đi lên, giấu ở chỗ tối la thiến mới lộ ra thân ảnh. Nhìn đến bọn họ đi ra đi khi, nàng còn có chủ ý, cố ý ở chỗ này chờ bọn họ trở về. Cuối cùng không uổng công nàng đợi lâu như vậy, rốt cục chụp đến hai người cùng nhau ảnh chụp. La Thiến nhìn di động lý ảnh chụp, lộ ra một cái đắc ý cười đến. Lâu anh tạm thời còn không biết này đó, nàng sau khi trở về cùng hàng tỷ trò chuyện, thuận tiện hỏi câu đại ngôn chuyện ta cảm thấy này đại ngôn cũng không tệ lắm, bất quá phẩm bài phương càng muốn muốn hạ thanh xuyên đến đại ngôn, nếu hắn không đáp ứng, chúng ta cũng bắt không được. Hàng thời hân mà nói lý nhưng thật ra không có bao nhiêu lo lắng. Hạ lão sư đã muốn đáp ứng rồi, hắn nói ta muốn mà nói hắn liền tiếp, không muốn mà nói sẽ không muốn. Lâu anh Thúy Thanh trả lời. Ân. Ừ. Hàng thời hân có điểm kỳ quái, lời này nghe, như thế nào có điểm là lạ hàng tỷ ngươi cảm thấy ta muốn hay không này đại ngôn. Lâu anh lại hỏi. Hàng thời hân đem suy nghĩ ấn trở về, nếu có thể tiếp, vì cái gì không tiếp. Loại này quốc tế phẩm bài đại ngôn, thực có thể đề cao nghệ nhân bức cách. Hơn nữa, cũng không phải dùng bất chính làm thủ đoạn đến, để làm chi không cần. Ngày hôm sau, Lâu Anh thừa dịp nghỉ ngơi không đương, chủ động tìm Hạ Thanh Xuyên nói đại ngôn chuyện hạ thanh xuyên biết sau lập tức kêu vương hy cấp phẩm bài mới trở về tin tức đại ngôn chuyện cứ như vậy định ra hai người lại khôi phục phía trước ở chung hình thức lâu anh có cái gì không hiểu đến hỏi hạ thanh xuyên hắn luôn nói hai ba câu liền làm nàng hiểu ra quả nhiên bất quý là bắt bảy tòa ảnh đế cúp nhân ở hạ thanh xuyên chỉ đạo hạ lâu anh hành động đột nhiên tăng mạnh nhất là cùng hắn diễn đối thủ diễn có hắn mang theo lâu anh luôn có thể siêu trình độ phát huy quay chụp xuất hồ ý lưu thuận lợi, đạo diễn cả ngày mang theo cười, ánh mắt đều cười nhỏ một vòng, càng thêm giống mị mị mắt. Lâu anh ba mẹ vẫn là luôn luôn liền cấp nàng ký này nọ lại đây. Hôm nay, nàng lại thu được mau đệ, nghĩ lam lam một người thủ không xong, đã kêu tiểu thi cùng đi. Anh anh, ngươi có thể đến một chuyến sao, ta nơi này ra điểm sự. Lâu anh đột nhiên thu được tề thi vi tính, cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy phòng tạp, dẫn theo cái bọc nhỏ liền xuất môn. Một đường đi, Lâu Anh còn đang suy nghĩ hội xảy ra chuyện gì. Chính là lấy cái mau đệ mà thôi. Chẳng lẽ là mau đệ hỏng rồi phải nhanh đệ công ty bồi thường. Nghĩ nghĩ, Lâu Anh bỗng nhiên cảm thấy có điểm không quá đối, lại nhất thời không nghĩ tới đến tục cùng không đúng chỗ nào. Đột nhiên, bên cạnh thoát ra một người đến, là Chu Thống. Anh anh, ngươi này là muốn đi chỗ nào? Chu Thống trên mặt lộ vẻ hoàng khố lại đáng kinh cười, một bên hướng Lâu Anh tới gần. Lâu Anh nghe được hắn đối chính mình xưng hô, trong lòng một trận ác hàng. Kêu nàng anh, anh anh, hắn cũng xứng. Lâu Anh không chút nào che giấu chính mình chán ghét, hướng bên cạnh lui về phía sau vài bước, tưởng cách hắn xa một chút. Nhìn đến Lâu Anh chán ghét ánh mắt, Chu Thống đáy lòng toát ra nhất cổ lửa giận đến. Như thế nào, ghét bỏ hắn. Lâu anh không nghĩ nhìn đến hắn này trương ghê tởm ba lạp mặt, xoay người liền phải rời khỏi, không nghĩ tới bị chu thống trợ lý ngăn chặn đường đi. Ngươi muốn làm gì? Lâu anh trong mắt thanh tuyền bắt đầu ngưng kết thành hàng băng, cả người bắt đầu cảnh giác đứng lên. Đến bây giờ, nàng nếu còn không rõ đây là một hồi cạm bẫy nàng chính là trư. Muốn làm gì? Chu thống cười cười, lại để sát vào chút, trên mặt mang theo lang thang đắc ý cười, Đương nhiên là muốn yêu ngươi cùng nhau cùng ăn bữa tối a, à, ngươi nói còn có thể có cái gì? Nói được tốt như vậy nghe, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn xấu xa tâm tư. Hơn nữa, xem này tư thế, nếu nàng không muốn, hắn là muốn dùng cường. Lâu anh âm thầm tính toán, nếu động khởi thủ đến chính mình có thể có bao nhiêu phần thắng. Nàng học quá một chút phòng thân thuật, chẳng qua nam nữ lực lượng trên lệch ở trong này, đối phương lại có hai người nếu không thể tốt chiến tốt thắng, nàng tuyệt đối hội chịu thiệt. Mắt thấy Chu Thống dựa vào càng lai việc gần, ngay tại tay hắn sắp đụng tới nàng khi, Lâu Anh rốt cuộc nhịn không được bắt lấy tay hắn sau này nhất xả, một cước đá vào hắn đầu gối thượng. Đáng tiếc nàng hôm nay không có mặt đầu nhọn dày da, bằng không, Chu Thống tuyệt đối sẽ không chích đau như vậy một chút. Chu Thống bị Lâu Anh đánh cái trở tay không kịp ném tới thượng, còn không có phản ứng lại đây, Lâu Anh chạy đi bỏ chạy con đường này có điểm thiên hơn nữa hiện tại lại là buổi tối ánh sáng hôn ám tiên ít có người có thể chú ý tới còn không mau cho ta truy chu thống phục hồi tinh thần lại lập tức quát chuyện này nếu nháo đi ra ngoài tuy nói hắn có thể bãi bình nhưng vẫn là không thể thiếu phiền toái tối mấu chốt là hắn còn không có muốn làm tới tay đã bị đá này một cước cái này gọi là tâm cao khí ngạo hắn như thế nào cam tâm Chu thống trợ lý giúp hắn làm quán loại sự tình này, cũng không do dự, lập tức hướng lâu anh đuổi theo. Lâu anh liều mạng đi phía trước chạy, hy vọng chạy nhanh gặp được cá nhân. Chu thống trợ lý tốc độ nhanh hơn lâu anh, hai người trước sau chỉ kém mấy thước, mắt thấy sẽ bị đuổi theo, lâu anh nhìn đến phía trước tựa hồ có người ảnh. Hạ lão sư. Lâu anh hô to một tiếng. Bọn họ cách có điểm xa, lúc này sắc trời hôn ám thấy không rõ nhân mặt khả bằng vào thân hình hòa khí chất, Lâu Anh chỉ biết là nàng. Lâu Anh vừa kêu hoàng, chu thống trợ lý liền đãi đến nàng lập tức che của nàng miệng, đem nàng hướng bên cạnh mang đi. Lâu Anh kịch liệt giải dụa, đá, đánh, đoán, chỉ cần năng động, nàng sẽ nghĩ biện pháp thoát ly người này trói buộc. Cũng không biết Hạ Thanh Xuyên có hay không nghe được của nàng thanh âm. Ngay tại hai người dằn co không dưới khi, một đạo sẵn giọng giọng nam theo xa xa truyền đến buông ra nàng. Hạ Thanh Xuyên nghe được có người ở kêu chính mình, vẫn là lâu anh Thanh Âm, xoay người hồi nhìn lên, nhưng không ai. Nhưng trực giác nói cho hắn không đúng, cho nên hắn lại đây nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, trực tiếp làm cho hắn mất đi bình tĩnh, trong lòng chỉ có bạo ngược. Hạ Thanh Xuyên một phen nắm nam nhân thủ, sau này gặp lại, đem lâu anh theo hắn trong tay giải cứu xuống dưới. Sau đó một cước đá vào hắn tất qua thượng, đem hắn ấn trên mặt đất, hướng hắn cổ thượng vừa bổ, người này liền hôn đi qua. Toàn bộ quá trình chỉ có không đến 3 giây, tình thế liền nghịch chuyển lại đây. Lâu anh bị che trong chốc lát, bởi vì hô hấp không khoái, kịch liệt ho khang vài cái. Hạ Thanh Xuyên vừa định hỏi của nàng tình huống, liền nhìn đến mặt sau đuổi theo Chu Thống. Chu Thống vừa thấy Hạ Thanh Xuyên, theo bản năng trở về chạy. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Bất quá, không chạy rất xa hắn đã bị hạ thanh xuyên bắt được hắn như cũ đối chu thống cũng đạp một cước đem hắn đoán đến ở lại hướng hắn bụng thượng thật mạnh đánh một quyền chuyện này mặc dù hắn không biết toàn quá trình cũng có thể đoán được đại khái hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này cũng là lần đầu tiên phẫn nộ đến muốn đem nhân trực tiếp tiêu diệt chu thống vừa thấy hạ thanh xuyên chỉ biết sự tình khẳng định xong rồi nhưng là hắn không nghĩ tới hạ thanh xuyên hội xen vào việc của người khác đến tận đây không phải là cái nữ nhân loại chuyện này hơn đi ngươi mẹ nó thiểu quản chuyện của ta chu thống cắn răng oán hận nói bởi vì bị đánh một quyền mỗi một câu nói hắn bụng liền đau thượng một phần hạ thanh xuyên ánh mắt ám đáng sợ bên trong lệ khí do như thực chất gọi người vọng mà phát lạnh nàng không phải ngươi có thể bính Hạ Thanh Xuyên lại hướng trên mặt hắn hung hăng đánh một quyền, trực tiếp đem nhân tấu ra máu mũi đến. Chương 13 Trấn An Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cái này, Chu Thống rốt cuộc nói không ra lời, đáy lòng cũng bắt đầu sinh ra nghĩ mà sợ. Hạ Thanh Xuyên như thế duy hộ lâu anh, kia hắn có thể hay không vì nàng mà chèn ép hắn. Chu Thống không nghĩ tới lâu anh cư nhiên có thể né ra hắn, còn vừa lúc gặp Hạ Thanh Xuyên nếu là người bình thường, căn bản không dám quản này nhàn sự. Nếu hắn biết Lâu Anh là hạ thanh xuyên nhân, hắn tuyệt đối sẽ không xuống tay. Chính là vứt bỏ nhân vật hắn còn không sợ, hắn chỉ sợ vạn nhất hạ thanh xuyên thực đối Lâu Anh để bụng, tưởng phong giết hắn mà nói, hắn liền xong rồi. Không, hẳn là sẽ không, bất quá là cái nữ nhân mà thôi, hạ thanh xuyên sẽ không vì nàng hao phí nhiều như vậy tài lực cùng nhân mạch. Chu thống mình an ủi. Hạ Thanh Xuyên không xen vào nửa hắn, chiếc thân trở về coi lâu anh tình huống. Nàng hẳn là sợ hãi đi, gặp được chuyện như vậy. Lâu anh mặc là quần áo trong váy, vừa mới nàng dãy dụa lợi hại, trước ngực nút thắt bị kéo hai khỏa, lúc này chính một tay nắm bắt quần áo, một tay hoàng ngực. Nàng tóc cũng tán thành một mảnh, hỗn độn trung mang theo yếu ớt. Tối thấy được vẫn là trên mặt hắn hồng ngân. Vừa mới bởi vì bị cường bưng kính miệng, người nọ thủ hạ không có lưu tình, ở nàng trắng ngoãn nộn khuôn mặt thượng lưu lại một đại phiến hồng ngân. Hạ Thanh Xuyên đánh giá nàng liếc mắt một cái, hoàn hảo, mặc dù có điểm hỗn độn, nhưng ít ra hẳn là không bị chu thống bắt nạt. Hắn cởi chính mình áo khoác cấp nàng phi ở trên người, thu liễm trên người khí thế, một tay vỗ về của nàng đầu, thanh âm ôm nhu, đừng sợ, có ta ở đây. Hắn chuyên chú nhìn nàng, ánh mắt ôm nhu, mang theo trấn an ý tứ hàm xúc. Lâu Anh không có cự tuyệt hắn quần áo, nguyên bản còn thực kiên cường nàng nghe thế câu, đột nhiên nảy lên một cổ ủy khuất. Nàng lớn như vậy, quả thật là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, muốn nói không sợ hãi là không có khả năng. Chính là vừa mới nàng cố thoát khỏi khốn cảnh, không tin lực đi sợ hãi, hiện tại an toàn, nàng ngược lại có loại nghĩ mà sợ cảm giác. Ánh mắt nhiệt nhiệt, giống như có cái gì vậy muốn dũng mãnh tiến ra, lâu anh cố gắng đình chỉ, lại vẫn là không có thể khống chế được. Đừng khóc, không có người có thể thương tổn ngươi. Hạ Thanh Xuyên nhẹ nhàng cấp nàng lau đi trên mặt nước mắt, một tay vỗ của nàng bối ôm nhu trấn an. Lâu anh cũng không muốn khóc, nhưng chỉ có nhịn không được. Cám ơn ngươi, Hạ Lão Sư. Lâu anh nghẹn ngào thanh âm. Giống chích bị khi dễ tiểu nải miêu, rốt cục về tới mụ mụ ôm ấp. Không có việc gì, chúng ta trước đi lên đi, ta sẽ giải quyết hảo việc này hạ thanh xuyên nắm lâu anh trở về đi hắn hội đem chuyện này áp chế đi không tiết lộ ra nửa điểm tiếng gió dù sao loại sự tình này truyền ra đi vẫn là lâu anh chịu thiệt chút trên mạng cũng không thiếu tâm tư ác độc nhân bọn họ chỉ biết quái thụ hại giả mà không phải gia hại nhân hạ thanh xuyên mang theo lâu anh trở lại khách sạn vốn định nơi đi để ý chu thống chuyện thấy nàng cảm xúc không quá ổn vẫn là quyết định trước lưu lại bồi nàng, chờ nàng trợ lý trở về nói sau. Hắn không có hỏi hôm nay chuyện rốt cuộc là thế nào, hỏi chỉ biết làm sâu sắc đối của nàng thương tổn. Cám ơn hạ lão sư, ta không sao, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Lâu anh hướng hạ thanh xuyên lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười, nàng đã muốn hoãn lại đây. Coi như bị chó cắn một ngụm, dù sau này cậu về sau sẽ không ở nàng trước mặt bính đáp. Hạ thanh xuyên nhìn nàng, vẫn là có điểm lo lắng. Ta chờ ngươi trợ lý trở về tái rời đi. Hắn lo lắng nàng một người ở trong này. Hạ Thanh Xuyên cấp Lâu Anh ngã chén nước, sau đó tọa ở một bên lẳng lặng cùng nàng. Lam Lam cùng Tiểu Thi khi trở về, phát hiện Hạ Thanh Xuyên ở Lâu Anh trong phòng, ánh mắt đều phải trừng đi ra, còn kém điểm lấy vi tự kỹ đi nhầm phòng. Còn chưa kịp tìm hỏi tình huống, chợt nghe Hạ Thanh Xuyên nói, hôm nay Lâu Anh bị kinh hách, các ngươi hảo hảo cùng nàng khuyên nghe hắn nói như vậy hai người hướng lâu anh nhìn lại quả nhiên nhìn đến ánh mắt có điểm hồng như là đã khóc giống nhau trên mặt hồng ngân cũng còn không có hoàn toàn biến mất sao lại thế này đã xảy ra cái gì vì cái gì hội đã bị kinh hắc hai người việc buông này nọ lại đây vẻ mặt khẩn trương đã muốn không có việc gì còn muốn cảm ơn hạ lão sư đúng lúc ra tay tương trợ lâu anh nhẹ nhàng lắc đầu nàng kỳ thật không như vậy yếu ớt, nàng cũng không chân chính đã bị thương tổn. Bất quá, việc này cấp nàng nói ra cái tỉnh, hỗn giới giải trí, không phải tất cả mọi người thông minh, còn có giống chu thống như vậy trư đầu óc. Nàng trước kia mặc dù cũng biết giới giải trí thực loạn, nhưng lại không nghĩ rằng chu thống cư nhiên dám minh một trương đảm như vậy xuống tay, quả thực chính là xuẩn đến cực điểm. Hôm nay quả thật là nàng đại ý phạm vào xuẩn, không muốn làm thanh tình huống liền trực tiếp đi xuống chuyện như vậy nàng tuyệt đối không sẽ phát sinh lần thứ hai ngươi không có việc gì ta an tâm hảo hảo nghỉ ngơi ta đi trước hạ thanh xuyên nhìn nàng một cái màu sắc có chút sâu thẳm không biết suy nghĩ cái gì ân ừ. lâu anh nhu thuận gật đầu chờ hạ thanh xuyên rời đi sau lam lam cùng tiểu thi mới bắt đầu hỏi vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lâu anh không có nói thẳng ngược lại hỏi trước tiểu thi một câu tiểu thi tay ngươi cơ đâu ở ta trong bao a tiểu thi theo bản năng trả lời thân thủ nhất sờ lại phát hiện trong bao căn bản không có tiểu thi sắc mặt trở nên nan thoạt nhìn nàng phía trước xuất môn giống như bị mỗi người đụng phải một chút thì phải là lâu anh lộ ra nhiên thần sắc quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau chu thống chính là gọi người trộm tiểu thi di động sau đó cấp nàng phát tin tức lừa nàng đi ra ngoài ta thu được tiểu thi cho ta phát vi tính nói bảo ta đi xuống, kết quả ở nửa đường thượng gặp chu thống, bất quá cũng may hạ lão sư vừa lúc đi ngang qua giúp ta. Các ngươi đừng lo lắng, ta không sao, cũng không đã bị khi dễ. Lâu anh không nghĩ kêu các nàng rất lo lắng, tận lực nhẹ nhàng bân quơ, chưa nói quá trình là như thế nào hung hiểm. Tuy rằng như thế, Lam Lam cùng Tiểu Thi vẫn là có thể não bổ ra đại khái trải qua. Anh anh, đều do ta. Tiểu thi tự trách ấy nấy không thôi, nếu không ta không cẩn thận, cũng sẽ không cho cái kia họ chu có thể thừa chi cơ. Nếu không nàng đâu điện thoại di động, cũng sẽ không cho chu thống khả thừa dịp chi cơ. Lâu anh vỗ vỗ tay nàng, đừng tự trách, này không phải của ngươi sai. Chu thống nếu tưởng xuống tay với ta, tổng có thể tìm được cơ hội, cho dù ngươi di động không bị trộm, cũng sẽ có biện pháp khác. Nhưng là vẫn là ta không cẩn thận mới làm cho hắn thực hiện được. Tiểu Thi vẫn là tự trách không được, đồng thời cũng nghĩ mà sợ thật sự. Hoàng Hảo hạ lão sư vừa lúc đi ngang qua, bằng không. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng căn bản không dám tưởng tượng. Ta đã muốn không có việc gì, các ngươi không cần rất tự trách, hiện tại tối quan trọng hơn là như thế nào xử trí Chu thống. Lâu Anh Nhu Nhu tiểu thi đầu an ủi nói. Hôm nay mệt, khả ăn lớn anh anh ngươi tính khi nào thì nói với hàng tỷ lam lam hỏi chuyện lớn như vậy tình các nàng khẳng định không dám gạt còn có này nhất ra lâu anh nghĩ nghĩ đối với các nàng nói các ngươi đừng đem sự tình đều nói ra miễn cho hàng tỷ lo lắng đã nói ta ở trên đường bị chu thống đùa giỡn hạ lão sư đi ngang qua giải vây hàng tỷ nếu biết nàng bị chu thống tính kế khẳng định hội nói cho nhà nàng lý nhân Bọn họ vốn liền lo lắng nàng ở giới giải trí bị này loạn thất bát tao nhân tính kế, lúc này thực sự có người động thủ, nếu đã biết, phỏng chừng nói cái gì cũng không sẽ làm nàng tiếp tục đãi ở giới giải trí. Về phần Chu Thống, nàng chỉ cần đề một câu không thích, xem không vừa mắt, nàng ca có thể kháp điệu hắn sở hữu tài nguyên. Nhưng là anh anh. Làm làm thực do dự, gạt hàng tỷ không tốt lắm đâu, còn có lão gia cùng phu nhân. Chuyện lớn như vậy các nàng cũng không dám cảm kích không báo a à. tác giả nói ra suy nghĩ của mình lâu anh lão hổ không phát uy ngươi cho ta là bệnh miêu sao chương 14 chu gia không hay ho bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com lâu anh xem các nàng có điều dao động không ngừng cố gắng nguyễn thanh âm nói đã lâu cuối cùng rốt cục đem hai người thuyết phục vì thế buổi tối cùng nàng ca ca nói chuyện thời điểm lâu anh liền lơ đảng giang nói ra một câu thực chán ghét chu thống. Đều không cần nàng tái nói thêm cái gì, lâu minh liền trực tiếp bắt đầu an bài nhân tháp điệu chu thống tài nguyên, thuận tiện gọi người đem chu gia hạng một áp nhất áp. Nhà hắn gia tiểu bảo bối như vậy chán ghét, khẳng định là làm cái gì ghê tởm đến chuyện của nàng. Bên kia, Hạ Thanh Xuyên trở về thay đổi thân quần áo sau, trực tiếp đi đạo diễn phòng. Người nói muốn ta đổi điệu chu thống. La đạo vì viên thân thể hãm ở sofa thượng, hình thành một cái thật lớn hố. Nghe được Hạ Thanh Xuyên mà nói, hắn trong tay kháp yên đều quên hút, cho mày đứng lên. Là, đổi điệu hắn, thuận tiện sẽ đem nữ tam nữ tứ hào màn ảnh tiễn điệu. Hạ Thanh Xuyên thần thái tự nhiên, cũng không giống như cảm thấy chính mình yêu cầu đổi nam tam có yêu cầu tiễn diễn có bao nhiêu quá phận. Đều vỗ gần một tháng, lúc này tái thay đổi người, có điểm không tốt đi. Đạo diễn do dự nói. Ngươi vì cái gì đột nhiên tưởng thay đổi người. Yên đốt tới ngón tay, la đạo chạy nhanh đặt ở miệng hấp một mụn, lập tức phun ra nhất mùng to sương khói đến. La đạo nhìn hạ thanh xuyên, đột nhiên hỏi câu, đến căng. Nói xong, còn dơ dơ lên trong tay nửa thanh yên. Hạ thanh xuyên lắc đầu, thân thể sau này nhích lại gần, ngữ khí thực đạm, ta đã sớm giới. Trên đỉnh ấm quan đánh hạ đến, cũng chưa có thể nhu hòa điệu hắn góc cạnh rõ ràng ngũ quan cùng nhẹ xa cách khí chất. Ngươi a, à. La đạo lắc đầu bật cười, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy tự hạn chế nhân. Hắn còn nhớ rõ thanh xuyên trước kia cũng giống như hắn, một ngày có thể trừ điệu nhất chỉnh bao yên. Bất quá khi đó tha sự nghiệp vừa khởi bước không bao lâu, áp lực đại. Sau lại đứng vững gót chân sau, hắn liền giới, nửa điểm không mang theo do dự. Hạ Thanh Xuyên kéo kéo khóe miệng, không có trả lời. Ngươi muốn thay đổi người, dù sao cũng phải cấp cái lý do không phải. La Đạo rốt cục vẫn là thỏa hiệp. Đổi cái nam tam hào mà thôi, tuy rằng phiền toái điểm, lại cũng không phải không thể đủ. Còn có, nữ tam nữ tứ hào lại như thế nào chọc tới ngươi? La Đạo trong mắt mang theo đáng kinh cùng bát quái, chẳng lẽ các nàng đến thông đồng ngươi? Hạ Thanh Xuyên nhấc lên mí mắt liếc trắng mắt trong mắt lộ ra chói lọi ghét bỏ ngươi này có ý tứ gì chưa có tới thông đồng ngươi ngươi vì cái gì muốn tiễn các nàng màn ảnh ngươi rốt cuộc tiễn không tiễn hạ thanh xuyên lạnh lùng ra tiếng hắn dám cam đoan hắn nếu nói ra chân thật nguyên nhân la đạo khẳng định hội đuổi theo hắn bát quái nửa ngày tiễn là có thể tiễn bất quá ngươi tưởng tiễn thành cái gì trình độ còn có nếu đổi điệu chu thống đối ngoại lý do là cái gì Nam Tam Hào đổi ai? Thật sự là gọi người thảo đảng kịch tổ. Hiện tại nghệ nhân, chỉ có thể kêu ngôi sao, không thể kêu diễn viên. Mỗi ngày không phải nghĩ như thế nào tăng lên hành động, mà là nghĩ như thế nào nổi danh, như thế nào kiếm tiền. Chu thống chuyện tình ngươi không cần quan tâm, về phần nữ tam nữ tứ, không ảnh hưởng kịch tình liền toàn tiễn điệu đi. La đạo bị hắn lời này khí nở nụ cười, cái gì kêu không ảnh hưởng kịch tình nếu vô dụng hắn sẽ thả tiếng điện ảnh lý sao ngươi sẽ cho ta ra nang đề la đạo biểu tình ghét bỏ nhưng không có cự tuyệt ngày hôm sau chu thống quả nhiên không có đi phiến tràng hạ thanh xuyên ngày hôm qua kia một quyền đánh cho cũng không khinh đừng nói bụng kia một quyền đã nói trên mặt hiện tại đều còn không có tiêu thủng cũng lên không được kính kế tiếp hai ngày mọi người đều không chu thống còn tại nghi hoặc hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chợt nghe đạo diễn nói muốn thay đổi người lý do là chu thống đột phát bệnh cấp tính đã muốn đi bệnh viện chụp không được diễn kịch tổ không có khả năng vì hắn một người kéo dài tiến độ hắn diễn cũng mới chụp không đến một tháng thay đổi người tổn thất cũng không tính đại tin tức truyền ra khi chu thống phan còn làm ầm ĩ một trận chu thống thảo nhân thiết là phú gia công tử hắn trong nhà quả thật có điểm tiền túi da cũng có thể mê hoặc một ít không biết cô gái, xuất đạo vài năm cũng tiếp không ít thần tượng kịch hấp vấn, nhưng thật ra có vài trăm vạn fan. Bất quá, hắn phan rất nhanh liền nháo không được. Bởi vì trên mạng lục tục có nhân tuôn ra hắn hắc liêu, cái gì ước. Pháo, đùa dẫn đại bài, chỉ cần hắn trải qua, vốn không có lâu da lấy không được. Chu thống hắc liêu bay đầy trời, nhưng hắn nhưng không có tinh lực đi quản này đó. Chu gia chu phụ nổi giận đùng đùng hướng này con trai rống lớn nói chu thống ngươi rốt cuộc đắc tội với ai vì cái gì chúng ta chu gia sở hữu hạng mục đều bị đè ép ngay từ đầu hạng mục đè nặng không phê hắn còn không có quá để ý đều nửa tháng còn không có phê đưa lễ còn bị lui về đến hắn chỉ biết sự tình không đơn giản tìm người quen vừa hỏi chỉ nói cấp trên có nhân công đạo không dám gọi bọn họ quá chu thống Lão tử sẽ nói với ngươi nói, ngươi có nghe hay không? Chu phụ hận không thể một cước đoán lại đây. Nếu đắc tội với ai, chạy nhanh đi bồi tội, bằng không, ngươi muốn cho Chu gia với ngươi cùng nhau chờ chết sao? Chu thống thùy mí mắt tọa ở một bên, cũng không có đem Chu phụ mà nói nghe đi vào. Hắn suy nghĩ, Hạ Thanh Xuyên thật sự có lớn như vậy thế lực sao? Đi ra giới giải trí, hắn còn có thể bắt tay thân như vậy dài nếu không phải hắn đó là lâu anh nhưng là hắn khả chưa từng nghe qua người nào xí nghiệp lớn là họ lâu sự tình liên tục lên men chu thống ở trên mạng bị hắt thành cẩu chu gia cũng liên tục gặp đã kích cơ hồ muốn tần lâm phá sản nhưng lâu anh sớm không có tâm tình đi chú ý hắn bất quá là dự kiến bên trong chuyện hiện tại nàng liền thẳng cuối cùng mấy tràng trọng đầu diễn chụp hoàng nàng liền không sai biệt lắm có thể sát thanh hôm nay muốn chụp vừa vặn là ở cung yến thượng khuynh thành nhất vũ hỏa quốc nữ chủ tân vân cùng nam chủ sở thiên rộng rãi theo tiểu thanh mai trúc mã bọn họ vừa xác định tâm ý mối tình đầu nữ chủ gia lại tao gian nhân hãm hại bị xếp nhà diệt tộc nam đinh trảm thủ nữ quyến phát mại lúc ấy nam chủ vừa lúc ở trong quân cũng không biết nàng gia sự sau lại trở về lại cái gì đều chậm nữ chủ bị bán được ca múa phường lý bởi vì dung mạo xuất chúng, bị một người nhìn trúng mua hạ, mang về bí mật huấn luyện, muốn đem nàng đưa vào trong cung mưu cầu vinh hoa phú quý. Nữ chủ muốn báo thù, muốn vì gia tộc rửa sạch quan khuất, liền giả ý đón ý nói hùa. Nhưng sau lại, nàng phát hiện hoàng đế trầm mê hưởng lạc, căn bản mặc kệ triều chính, nàng muốn báo thù cũng bất lực. Một lần yến hội thượng, nàng phát hiện nam chủ cũng đến đây. Bỗng nhiên nhớ tới hai người giờ lời nói đùa, nàng muốn khiêu vũ cho hắn xem liền tự tiến cử hiến vũ cũng là bởi vì này đoạn vũ kêu nàng vào lão hoàng đế mắt bắt đầu đối nàng sủng ái đứng lên đây là lâu anh trọng đầu diễn cũng là điện ảnh bán điểm chi nhất lâu anh khổ luyện hai tháng vũ hôm nay sẽ nghiệm thu thành quả đợi cho cảnh tượng bố trí xong lâu anh cũng đổi tốt lắm vũ y của nàng vũ y là thâm màu lam ký tưởng hải dương giống nhau rộng lớn lại giống tinh không giống nhau thâm thúy. Loại này nhan sắc không có đỏ thẩm sắc như vậy nhiệt liệt hoặc bát, lại hơn ti mị hoặc cùng thần bí, dẫn nhân muốn thăm dò. Lâu anh Trang Dung cũng không rất yêu giả, ngược lại có loại núi cao tuyết liên thánh khiết. Nàng vừa ra tới, liền bắt được mọi người ánh mắt. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Thiên lạnh, làm cho chu gia phá sản đi. Chương 15 Gần sóng bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com cùng cô gái thời kỳ giả dạng tiệt nhiên bất đồng lúc này nàng càng giống một đoá sâu kín nở rộ màu lam yêu cơ thuần mỹ trung lại mang theo trí mạng dụ hoặc vì đẹp mặt có khi là muốn hy sinh điệu nhất bộ phân cái khác này nọ tỷ như lâu anh hiện tại vũ y đẹp mặt là đẹp mặt nhưng nhảy lên vũ đã tới đối với trường rà ngược lại hội trói buộc trụ của nàng động tác bất quá cũng không có biện pháp đây là điện ảnh, không phải vũ đạo trận đấu. Đàn diễn đã muốn vào chỗ, sẽ chờ lâu anh lên sân khấu. Hạ Thanh Xuyên ngồi ở Lý Thiên sau vị trí, cầm trong tay chén rượu. Trận này diễn nhân vật chính là Lâu Anh, nhưng Hạ Thanh Xuyên biểu hiện đồng dạng rất trọng yếu. Bị nhiều người như vậy nhìn chầm chầm, Lâu Anh khó tránh khỏi sinh ra chút khẩn trương cảm xúc. Dương mắt hướng bốn phía nhìn nhìn, vừa lúc nhìn đến hạt trong bầy gà Hạ Thanh Xuyên hắn mặc cùng người khác không sai biệt lắm quan phục, khả hắn kia thanh tuyển dung mạo cùng xa cách tự phụ khí chất, khiến cho hắn ở trong đám người phá lệ thấy được. Nhìn đến hắn, Lâu Anh không hiểu cảm nhận được một chút an tâm. Trước kia mỗi lần đối thủ diễn, nàng nếu không nắm chắc hoặc là khẩn trương, hắn đều đã nhẹ nhàng an ủi một câu, đừng khẩn trương, đợi lát nữa nhi ta mang ngươi. Lâu Anh hít sâu hai khẩu, đối la đạo làm cái ok thủ thế. Các ngành chuẩn bị ác sân. Vũ đạo đã muốn luyện tập quá rất nhiều thứ, lâu anh quen thuộc không thể tái quen thuộc. Bất quá, lần này vũ, không chỉ có là vũ đạo, còn muốn thể hiện ra nữ chủ thân bất do kỹ, tạo hóa trêu người bi thương đến. Đồng dạng một chi vũ, trước sau đối lập là như thế tiên minh. Lâu anh nắm bắt thủy tay áo chỉ chương ở trở nên trắng, trên mặt mang theo cười, răng nanh lại cắn quá chặt chẽ. Trong mắt nước gợn trong suốt, coi như nhất cung thanh tuyền, nhìn kỹ hoặc như là xúc tích nước mắt. Hai thai cơ tử đối với lâu anh, còn có nhất thai tắc nhắm ngay hạ thanh xuyên. Lúc trước tiên y giận mã thiếu niên, trải qua ma luyện cùng suy sụp, rốt cục bắt đầu trở thành một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi. Lúc trước tân gia gặp chuyện không may sao, hắn tìm nàng hồi lâu, vẫn không thấy nhân. Cũng không từng tưởng, tái kiến sẽ là này phó trường hợp. Nhìn thấy nàng, vẻ mặt của hắn động lại trên mặt chỉ chương theo bản năng nắm chặt cơ hồ phải trong tay cái chén bóp nát hắn vẫn không nhúc nhích nhìn nàng có kinh hỷ tùy theo mà đến cũng là vô tận bi thống nhưng là hắn không thể đem này phân bi thống biểu hiện ra ngoài hắn cùng với tràng thượng mọi người giống nhau trầm mê đối với yến hội thanh sắc lý hạ thanh xuyên biểu tình không có bao nhiêu biến hóa chi tiết thượng lại mỗi một chỗ không nhắc tới kỳ ra hắn lúc này thống khổ trên trán hơi hơi đột khởi gân xanh sâu thẳm áp lực mô sắc, buộc chặt cơ thể, trở nên trắng khớp xương, không một không nhắc tới kỳ hắn hiện tại nhẫn nại. Chưa từng có đại động tác, thậm chí không có một câu lời kịch, Hạ Thanh Xuyên có thể đem nam chủ lúc này cảm xúc biểu đạt vô cùng nhường nhuyễn. Lâu anh vũ đạo, so với lần trước hơn kinh diễm. Hoa lệ vũ y, tinh xảo trang dung, đẹp mắt vũ đài, náo nhiệt đại điện. Hình thành một bức thịnh thế vùng hoa biểu hiện giả dối. Lâu Anh trên mặt cười, đáy mắt lại cuồn cuộn phức tạp cảm xúc. Chỉ có theo vũ đạo động tác biến ảo, cùng người nọ ánh mắt tương giao khi, mới toát ra vài phần thiệt tình thực lòng. Lâu Anh nguyên bản còn không có có thể như vậy thuận lợi, khả tiếp xúc đến Hạ Thanh Xuyên ánh mắt khi, nàng liền không hiểu bị mang nhập cái thế giới kia, cái kia điện ảnh trung thế giới. Biên vũ lão sư là nghiệp giới đại lão, Lâu Anh luyện tập còn thật sự, dáng người thước tha, dung mạo tuyệt mỹ, mặt mày mang diễn một chi vũ đạo không biết kinh diễm bao nhiêu nhân miền nam có giai nhân nhẹ nhàng lục thắt lưng vũ hoa diên cửu thu mộ phi mệ phất mây mưa phiên như lan điều thúy viễn như du long cử càng diễm bãi tiền khê ngô cơ đình bạch trữ lúc trước cổ nhân miêu tả hoa vũ câu thơ phóng ở trong này cũng nửa điểm không thấy vi cùng căn cứ kịch bản cần lâu anh cùng hạ thanh xuyên sẽ có vài thứ ánh mắt giao hội mỗi một lần nhìn nhau, la đạo khiến cho đặc tả. Hai người xa xa tương đối, không biết là không phải rất nhập diễn, Hạ Thanh Xuyên trong lòng lướt qua một tia không hiểu cảm xúc. Tràng nội sở hữu quần chúng diễn viên, đều là ánh mắt không nháy mắt nhìn chầm chầm trung gian lâu anh xem. Đều không cần cố ý đi diễn, bọn họ trên mặt liền tự nhiên toát ra kinh diễm tán thưởng đến. Thẳng đến 5 phút đồng hồ đi qua, nhạc thanh đình chỉ, này đoạn vũ đã xong, bọn họ đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Dừng lại lâu anh thật mạnh thở phì phò, hô hấp đều có điểm liên tiếp không hơn. 5 phút đồng hồ cao cường độ vận động, cũng không so với chạy bát trăm thoải mái bao nhiêu. Đạo diễn vừa nói quá, Lam Lam cùng Tiểu Thi liền lập tức đi lên đỡ lấy lâu anh, thuận tiện cấp nàng đệ một chén nước. Hạ Thanh Xuyên vẫn ngồi ở tại chỗ, thân hình có chút lười nhát, trong lòng có chút út khí tán không ra đi. Anh anh, đợi lát nữa nhi tái bổ vài cái động tác. La đạo dắt cổ họng rống. Này bộ điện ảnh chỉnh thể nhạc dạo đã muốn đủ bi, lâu anh trận này vũ diễn nhưng là bán điểm chi nhất, la đạo đã sớm tưởng hảo muốn như thế nào chụp tài năng đánh ra tối hoàng mỹ màn ảnh. Kế tiếp, lâu anh bổ trang, lại ép buộc một giờ mới đem la đạo muốn kia vài cái đặc tả động tác chụp hoàng. Hạ Thanh Xuyên vốn là không diễn, nhưng hắn như trước lập ở một bên vây xem, trong ánh mắt mang theo chính mình cũng chưa phát hiện chuyên chú. Không thể không nói, của nàng mỗi một động tác đều rất đẹp. Kết thúc công việc trở về, Lâu Anh khẩn cấp tắm rửa một cái. Bây giờ còn ở hạ mạc, nàng khiêu hoàng vũ diễn, cả người đều dính hồ. Phiên phiên băng tương, bên trong tất cả đều là nhà nàng lý nhân ký đến đồ ăn vặt, điểm tâm, hoa quả, chỉ sợ nàng ở bên ngoài ăn không tốt. Lâu Anh tưởng, nếu không nàng mỗi ngày không chỉ có muốn phách hí, còn muốn luyện vũ, có cũng đủ lượng vận động mà nói, nàng đã sớm béo thành cầu. Lâu anh theo tại trù phòng xuất ra một cái bàn tử lớn nhỏ trúc khuôn, ở băng tương lý chọn chút hoa quả, đi ra cửa sau hạ thanh xuyên môn. Nghe được quy luật tiếng đập cửa, hạ thanh xuyên chỉ biết là lâu anh đến đây. Mở ra môn vừa thấy, quả nhiên thấy nàng cười, trong tay còn cầm này nọ. Hạ lão sư, cấp. Hạ thanh xuyên ánh mắt theo hoa quả trượt chân trên mặt hắn nàng vừa tẩy quá tắm trên mặt một mảnh trắng trong thuần khiết tóc còn mang theo điểm hơi ẩm trên người tản ra tắm rửa lộ mùi thơm ngát tuy rằng mặc bảo thủ áo ngủ khả lộ ở bên ngoài nhất tiểu tiết tuyết trắng thiên nga cảnh còn có kia nhất đoạn ngắn ngẫu chương bàn cánh tay đều ngủ không có một câu lòng người huyền hạ thanh xuyên đột nhiên cảm thấy đêm nay không khí có chút khô nóng cổ họng có điểm ngứa cám ơn ngươi không cần lần nào đến đều đưa lời tuy như vậy Hắn vẫn là tiếp nhận nàng cấp gì đó. Không có việc gì, ta còn có rất nhiều. Lâu anh khoát tay, hơn nữa, hạ lão sư dạy ta rất nhiều, cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Nói xong, lâu anh bắt đầu có điểm ngượng ngùng đứng lên, thân thủ trảo trảo lỗ tai. Hạ Thanh xuyên đem hắn ăn cơm bản sự không hề giữ lại giao cho nàng, nàng điểm ấy hoa quả, thật sự không đáng giá cái gì. Nếu không, chờ hắn này bộ diễn chấm dứt, nàng con dế hỗ trợ tuyên truyền một chút tái gia tăng chút sắp xếp phiến lượng nàng hiện tại có thể nghĩ đến cũng chỉ có này đó lâu anh chính miên man suy nghĩ nghe được hạ thanh xuyên nói gì đó lại không có nghe thanh ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn theo ta tiến vào ta có cái gì cấp cho ngươi hạ thanh xuyên kiên nhẫn lập lại một lần lâu anh gật gật đầu không có bao nhiêu tưởng liền đi theo hắn đi vào bên trong tác giả nói ra suy nghĩ của mình Hạ Thanh Xuyên, này tiểu cô nương rất đơn thuần, ta muốn nhiều nhìn, miễn cho nàng bị nhân lừa đi rồi. Sao lại lừa đi rồi tiểu cô nương người nào đó? Chương 16, ngươi có phải hay không cũng đối người ta cố ý? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện Audio.com. Hạ Thanh Xuyên nhìn nàng vẻ mặt nhu thuận ngốc manh, không hề phòng bị chi tâm, trong lòng có điểm không thoải mái. Nếu hắn đối nàng không hề quỷ chi tâm. Nàng cứ như vậy đi theo vào được, chẳng phải là sẽ có nguy hiểm. Lâu Anh tùy ý đánh giá liếc mắt một cái, vận mệnh cùng của nàng phòng không sai biệt lắm, nhưng muốn một chút nhiều trang sức, toàn bộ phong cách ngắn gọn trong sáng, cùng hắn này nhân giống nhau. Hạ lão sư cấp cho ta cái gì? Hạ Thanh Xuyên buông hoa quả, theo ngăn kéo lý xuất ra một cái bình sứ. Đây là ta nhận thức một cái lão trung y xứng thuốc mở, lưu thông máu hóa ứ hiệu quả tốt lắm ngươi hôm nay lượng vận động không nhỏ, cầm lại đi mạc thượng, ngày mai không đến mức rất đau nhất. Nói xong, hắn đem bình sứ đưa cho Lâu Anh. Lâu Anh thân thủ tiếp nhận, ngón tay đụng tới tay hắn tâm. Hạ Thanh Xuyên cảm thấy giống như có phiến lông chim phất quá, rất nhẹ, thực nhu, lập tức liền biến mất không thấy, lại để lại nhợt nhạt dấu vết. Cám ơn Hạ Lão Sư. Lâu Anh tiếp nhận cái chai, cẩn thận đánh giá một vòng bất quá một lọ thuốc mỡ mà thôi. Hạ Thanh Xuyên thản nhiên lắc đầu. Hắn thần sắc như trước như thường, thản nhiên, tự mang xa cách khí chất, chính là ánh mắt ở chút bất tri bất giác nhu hòa xuống dưới. Lâu anh không ngẩng đầu nhìn, liền chưa từng phát hiện hắn giờ phút này biến hóa. Xuyên ca, ngươi, như thế nào không quan môn? Mặt sau mà nói, hứa dương còn chưa kịp nói ra khẩu, bởi vì hắn đã muốn bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ đến. Đại buổi tối, đồng tổ nữ diễn viên mặc áo ngủ xuất hiện ở nam diễn viên trong phòng, thấy thế nào, đều giống như không thích hợp đi. Lâu Anh cùng Hạ Thanh Xuyên đồng thời nhìn về phía hứa dương, hai người thần sắc bằng phẳng, trừ bỏ có điểm ngoài ý muốn, chút không có bị đánh vỡ gian. Tình cảm giác Nhưng thật ra hứa dương chính mình, xấu hổ không biết thủ hướng làm sao phóng. Thời gian không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy hạ lão sư. Lâu Anh cười cáo từ điểm ấy ánh mắt nàng vẫn phải có hơn nữa nàng cũng quả thật không thích hợp ở hạ thanh xuyên trong phòng đãi lâu lắm ân ngươi cũng tốt hảo nghỉ ngơi lâu anh vừa ly khai hứa dương biểu tình liền trở nên chế nhạo đứng lên xuyên ca lâu anh nên sẽ không coi trọng ngươi đi nói xong hắn còn ý có điều chỉ nhìn mắt lâu anh vừa mới đưa tới hoa quả lại nói tiếp hắn đi theo xuyên ca bên người vài năm không biết gặp qua bao nhiêu muốn thiếp thượng xuyên ca nữ ngôi sao nhưng đối đối với lâu anh hắn quả thật không có cảm thấy chán ghét đừng nói lung tung truyền ra đi đối người ta tiểu cô nương không tốt hạ thanh xuyên thấp giọng quát lớn một câu hứa dương nhưng không có để ở trong lòng ngược lại cười hì hì nói với hạ thanh xuyên ngươi xem nàng luôn luôn sẽ tặng đồ ngươi cũng không cự tuyệt ai xuyên ca ngươi có phải hay không cũng đối người ta có ý tứ. Khó được nhìn thấy xuyên ca đối một cái nữ diễn viên như vậy bất thường, hứa dương cảm thấy, này tuyệt đối không đơn giản. Nói không chừng, xuyên ca này khoảng ngàn năm cây vạn tuế rốt cục muốn nở hoa rồi. Đừng nghĩ này đó loạn thất bát tao, sớm một chút trở về ngủ. Hạ thanh xuyên mắt lạnh xem hắn, đoán cũng đón được hắn suy nghĩ cái gì. Hứa dương bị hắn như thế nào vừa thấy, vĩ khuất ba ba, cái gì gọi hắn suy nghĩ loạn thất bát tao rõ ràng là xuyên ca chính mình đối người ta rất đặc biệt được không bất quá hắn cũng không dám ở tranh luận ngoan ngoãn đi về phòng của mình ngủ đi lâu anh nhưng thật ra không nghĩ tới hội dẫn này đó hiểu lầm đến nàng ba mẹ ký gì đó căn bản ăn không xong phân cho nhân viên công tác lại không đủ nàng nghĩ hạ thanh xuyên giáo chính mình rất nhiều hành động phương diện gì đó liền mỗi lần đều đã hơi mang điểm đi qua cho rằng một chút cảm tạ. Đương nhiên, chính yếu là Hạ Thanh Xuyên cũng không cự tuyệt, nàng liền không sao cả. Lâu anh diễn đã muốn xong rồi hơn phân nữa, cuối cùng cũng chỉ còn mấy tràng nàng ở trong hoàng cung giảo phong giảo vũ cùng với cùng nam chủ gặp lại hình ảnh. Nàng chỉ có nội cảnh diễn, không có ngoại cảnh, hai tháng có thể chụp hoàng. Chờ kế tiếp, Hạ Thanh Xuyên bọn họ đi chụp ngoại cảnh, không chỉ có khổ, háo khi còn dài, ít nhất 3-4 tháng rời đi hơn một tháng hàng thời hơn cũng đã trở lại. Này hơn một tháng lý, nàng cũng trở về quá hai lần, bất quá cũng chưa nhiều đãi liền lại đi việc. Đại ngôn thuận lợi bắt, đoàn đội cũng cơ bản tổ kiến hảo, sẽ chờ lâu anh. Anh anh, ta lại thu được chút vỡ, ngươi xem xem có hay không thích. Hàng thời hơn theo trong bao lấy ra nhất điệp đóng dấu tốt kịch bản. Lâu anh thô thô nhìn hạ, ít nhất có 5-6 bản này vẫn là hàng tỷ giúp nàng si quá một lần, không si tiền chỉ sợ hội càng nhiều. Này đó kịch tổ chế các thành viên tổ chức không sai, liền nhìn ngươi thích người nào. Lâu anh nhất nhất lật xem, bốn điện ảnh vỡ, hai cái là kịch truyền hình. Kịch bản phim, hai cái nữ nhất hào, hai cái nữ nhị hào, điện thị đổ đều là nữ nhất hào. Hàng tỷ, ngươi cảm thấy người nào hảo. Lâu anh buông vỡ, xinh đẹp mắt xếp trung tất cả đều là nhuyễn miên cùng tin cậy này muốn xem của ngươi lựa chọn, ngươi nếu còn muốn chạy thực lực phái vẫn là lưu lượng lộ tuyến. Điện ảnh bức cách cao, hảo lấy thưởng, cũng ma hành động, nhưng kịch truyền hình càng hấp phấn. Lưu lượng không lưu lượng nàng nhưng thật ra không cần, nàng vốn cũng không cần này đó hư danh. Hàng tỷ, ta nghĩ đi thực lực phái. Lâu anh ánh mắt kiên định, mâu quan tỏa sáng, khóe môi hơi hơi dơ lên, tràn đầy đều là tự tin. Nàng minh xác chính mình phương hướng. Ngay từ đầu nàng tiến vòng quả thật là vì lúc trước chấp niệm hiện tại nàng cùng hạ thanh xuyên hợp tác rồi kia chấp niệm tự nhiên cũng sẽ không tồn tại nàng trên người hắn thấy được một cái diễn viên phẩm cách nàng cũng thích diễn trò vì cái gì không tiếp tục ở con đường này thường đi xuống đi đâu nàng cũng tưởng ở rất nhiều năm sau còn có người nhớ rõ nàng diễn quá nhân vật lưu lượng chính là nhất thời chỉ có tốt tác phẩm mới có thể vĩnh hằng hàng thời hân nhìn trước mặt tiểu cô nương, trên mặt cũng lộ ra cười đến. Nếu như vậy, ta đây đề cử ngươi tuyển, theo chúng. Nghe được hàng tỷ mà nói, lâu anh đem, theo chúng, kịch bản nhảy ra đến, vừa cẩn thận nhìn hà. Một bên xem một bên nghiền ngẫm, phương diện này nữ nhị hào, là cái nhân vật phản diện. Ân. Hàng thời hân gật gật đầu, ngươi lúc trước diễn nhân vật, nếu không cùng ngươi tự thân khí chất thiếp hợp, nếu không chính là rất chính trực, này nhân vật vừa lúc có thể thay đổi của người hình tượng định vị. Nói như vậy, một cái diễn viên diễn nhân vật phát hỏa, sau sẽ có vô số cùng loại nhân vật tìm tới đến. Tiếp đồng loại hình nhân vật không thể nghi ngờ là tối bảo hiểm, nhưng này cũng sẽ hạn chế diễn viên diễn lộ. Hàng thời hơn không cần dựa vào lâu anh kiếm tiền, tự nhiên là lựa chọn đối nàng tốt nhất lộ. Ân, cảm ơn hàng tỷ. Lâu anh định ra kịch bản sau, cũng không có lập tức đi nghiên cứu bởi vì, rất nhanh chính là của nàng trọng đầu diễn. Nữ chủ bởi vì nhất vũ bị lão hoàng đế sủng ái, không quá nhiều lâu, nam chủ gia lại lọc vào hãm hại, trảm trảm, lưu đầy lưu đầy. Nữ chủ ý đồ khuyên hoàng đế buông tha hắn nhưng không có thành công, rốt cục bí quá hóa liều vận dụng chính mình sở hữu quan hệ cứu ra nam chủ, cũng cho hắn viết phong thư, hy vọng hắn có thể chấm dứt này một vương triều. Phía sau, nữ chủ tâm tình cũng tùy theo chuyển biến nàng lợi dụng lão hoàng đế sủng ái, bắt đầu bồi dưỡng chính mình thế lực, can thiệp triều chính, cùng nam chủ nội ứng ngoại hợp. Mười năm sau, nam chủ rốt cục thành công. Lâu anh cuối cùng một tuần kịch, cũng là nàng lúc trước thí kính thời điểm kia tràn. Ngươi chuẩn bị thế nào? Hạ Thanh Xuyên đi vào lâu anh bên người, thấy nàng còn tại xem kịch bản. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hạ Thanh Xuyên. Cho nên, ngươi đây là muốn dùng hoàng liền nhưng chương 17 Sát thanh diễn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lâu anh cầm lấy kịch bản, hai má ửng đỏ, cắn cắn thần, thanh âm rất nhỏ, còn không có quá lớn nắm chắc. Nàng trải qua chuyện vẫn là quá ít, đối với loại này tan thương cảm cũng không thể có khắc sâu thể hội, cảm giác có điểm giống ở không ốm mà trên. Ta xem xem. Hạ Thanh Xuyên nhìn về phía của nàng kịch bản. Mặt trên viết không ít đánh dấu, có lâu anh chính mình lý giải cũng có một chút chính nàng đều còn mâu thuẫn địa phương hạ thanh xuyên bay nhanh xem một lần quả thật còn có điểm non nớt bất quá nàng cũng hạ công phu bình thường điện ảnh trình độ này đã muốn đủ nhưng đối la đạo khẳng định chưa đủ ngươi cảm thấy một cái ở ăn thịt người trong hoàng cung tồn sống sót cũng cầm quyền nhân trong lòng còn có thể vẫn duy trì lúc trước hồn nhiên sao hạ thanh xuyên vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc đứng lên hoặc nhìn có điểm hù nhân bất quá lâu anh đã muốn thói quen chỉ cần ngay từ đầu giảng diễn hắn sẽ trở nên phá lệ nghiêm túc còn có nữ chủ hậu kỳ vì gia tốc này vương triều diệt vong làm bao nhiêu mất đi lương tâm chuyện ngươi cảm thấy nàng còn có thể trở lại từ trước sau lâu anh nghe có điểm hiểu ra nhẹ nhàng lắc đầu người trước không nói đến người sau là tuyệt đối không có khả năng chẳng sợ này cũng không phải nàng muốn làm khả nàng vẫn là làm theo nàng lựa chọn uống thuốc độc tự sát ngươi nên biết tân vân là một cái nhìn xem thực thấu triệt nhân nguyên nhân vì biết sống sót sẽ phát sinh cái gì cho nên hắn lựa chọn đem sinh mệnh chấm dứt ở tối viên mãn thời khắc lâu anh ngoan ngoãn ở một bên nghe hạ thanh xuyên phân tích chậm rãi đối cuối cùng trận này diễn lý giải cũng có tin tưởng hạ thanh xuyên nói xong nghiêng đầu vừa thấy vừa lúc nhìn đến tiểu cô nương sáng trong suốt ánh mắt bên trong đựng sùng bái cùng cảm kích. Hắn nhìn xuống muốn nhu nhu của nàng xúc động, đem kịch bản trả lại cho nàng. Đừng lo lắng, ngươi có thể. Hạ Thanh Xuyên nhịn xuống trong cổ họng dương ý. Ân. Ừ. Lâu anh rất lớn gật gật đầu, hai loan đại mi đều loan thành nguyệt nha. Nắng nhỏ vụn dương quan chiếu vào trên mặt hắn, sấn của nàng da thịt càng phát ra oánh nhuận, thậm chí có thể nhìn đến trên mặt hắn thật nhỏ đáng yêu lông tơ. Hạ Thanh Xuyên vẫn là không nhịn xuống, nhẹ nhàng nhéo hạ của nàng mặt, lập tức lại dường như không có việc gì buông ra, giống như hắn này động tác chính là tùy tay mà thôi. Cố lên. Bởi vì hắn đột nhiên động tác, lâu anh sửng sốt một chút, phản ứng lại đây sau cổ cổ quay hàm, việc che mặt mình. Như thế nào đều thích niết của nàng mặt, nàng ca là, hàng tỷ là, hạ lão sư cũng là. Nhìn tiểu cô nương đáng yêu bộ dáng, hạ thanh xuyên hơi hơi dơ lên khóe môi. Xa xa la thiến thấy như vậy một màn, đáy mắt tất cả đều là phẫn hận. Chỉ biết thông đồng nam nhân, không biết xấu hổ hồ ly tinh. Lập tức, nàng lại lộ ra một chút đắc ý cười đến, chờ ta đêm này ảnh chụp công bố đi ra ngoài, nhìn ngươi không bị hắt ra vòng. Hạ thanh xuyên phan tuy rằng điệu thấp, nhưng sức chiến đấu là nổi danh cường, nhất là ở đối phó cọ hạ thanh xuyên nhiệt độ nữ ngôi sao, tám đời hắc liêu đều có thể bị bọn họ đào ra. Lâu Anh bất quá là cái 18 tuyến tiểu diễn viên, nếu biết phách khí trong lúc, nàng luôn luôn tại cấp lại hạ thanh xuyên. Chỉ cần nhất tưởng đến đến lúc đó Lâu Anh sẽ bị phun, là thiến liền vui sướng không thôi. Lâu Anh rốt cục nên đến chính mình cuối cùng một tuần kịch. Nàng lần này tạo hình, ngay từ đầu thiết kế hai loại, một cái là trang trọng cẩm y hoa phục, một cái là đơn bạc thuần trắng tố y. Người trước, thực phù hợp thâm cung cầm quyền nữ nhân hình tượng, nhưng người sau, lại cũng có đối lập. Cuối cùng, La đạo quyết định trước dùng sau một loại tạo hình, xem lâu anh hành động có thể hay không khởi động trận này diễn. Nếu không thể, tái đổi. Hiện tại rất nhiều kịch truyền hình, không phải là dựa vào trang phục trang dung đến tỏ vẻ nhân vật hắc hóa sao? Mặc dù không hóa nùng trang, nhưng ngôn nghiên vẫn là trên chi tiết nhỏ hạ chút công phu, kêu lâu anh nhìn qua càng thêm thành thục ổn trọng. Lâu anh ở mặt ngoài thoạt nhìn phấn trang điểm vị thi kỳ thực mỗi một chỗ đều là tỉ mỉ lo lắng quá lâu anh theo ngay từ đầu ngay tại nổi lên cảm xúc cả người khí tràn đều thay đổi một bên lam lam cùng tiểu thi nhìn có điểm lo lắng diễn trò thực đáng sợ nếu vẫn như vậy có thể hay không đối tinh thần thương tổn rất lớn a à. bất quá các nàng cũng không dám ở phía sau đi quấy rầy lâu anh chờ chính thức chụp ảnh lâu anh rất nhanh liền tìm được rồi trạng thái người sáng suốt đều nhìn ra được nàng theo vừa mới tiến tổ đến bây giờ tiến bộ, Hạ Thanh Xuyên cơ hồ là thủ bắt tay giáo, liền rõ ràng hơn bất quá. Ngươi đã đến rồi. Quỳ ngồi dưới đất nữ tử nhìn chậm rãi hướng chính mình đi tới nam nhân. Hắn lưng quan, thấy không rõ trên mặt biểu tình. Bất quá nàng tưởng, hẳn là cũng che kín tan thương đi. Đồng dạng một câu lời kịch, Hạ Thanh Xuyên rõ ràng cảm giác được lâu anh tiến bộ phía trước còn có chút di động đối với mặt ngoài, hiện tại đã muốn có thể đã động lòng người. Là, ta đã trở về. Hạ Thanh Xuyên thân nhung trang, vẻ mặt kiên nghị, nếu không là lúc trước cái kia không biết thiếu niên. Hắn trên người mang theo kinh nghiệm xa trường khí thế, cho dù là đối mặt thiếu niên khi yêu cô nương, hắn cũng hồi không đến từ trước. Mấy năm nay, ta ở trong này giảo lộn phong vân, làm cho này nguyên bản liền lung lay sắp đổ vương triều càng thêm phá thành mảnh nhỏ ta biết, khẳng định có rất nhiều người bởi vì ta cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Ta không nghĩ cho ta làm chuyện che lấp, ta chỉ hy vọng, ngươi tương lai có thể hảo hảo. Nàng nói xong, đột nhiên phun ra nhất mồm to máu tươi. Vân Nhi. Hắn quá sợ hãi, việc ổn định thân thể của nàng hình. Đây là có chuyện gì? Hắn vội hỏi nói, trong mắt kinh cụ không thôi, hắn thật vất vả mới nhìn thấy nàng. Lâu anh nở nụ cười, tiên diễm hồng dính ở nàng khóe môi thường, miêu tả ra một chút diễm tuyệt thê lương cảnh đẹp đến. Sở ca ca, ta mệt mỏi. Nói lời này khi, nàng giống nhau lại thấy được năm đó chính mình. Năm đó nàng, ở cha mẹ yêu thương hạ quá vô ưu vô lự, mỗi ngày muốn lo lắng hắn hội như thế nào trêu cực chính mình. Vân Nhi. Hắn ôm chặt hơn nữa, khớp xương đều ở trắng bệt, lại muốn khắc chế trụ chính mình đừng lộng đau nàng. Thấy nàng như vậy, hắn như thế nào hội đoán không được chân tướng. Sở ca ca, thực xin lỗi. Nàng thân thủ phù thượng hắn thế sự xoay vần khuôn mặt. Ta chết về sau, ngươi không cần cho ta làm cái gì, cũng không nên vì ta làm cái gì, liền đem của ta thi cốt đốt cháy, rơi tại sơn hoa rực rỡ địa phương là tốt rồi. Ta đã muốn đem cả đời. Đều khoát lên chỗ ngồi này lạnh như băng cung điện lý, ta không nghĩ. Nói xong, của nàng khóe môi lại tràn ra máu tươi đến. Cho nên, ngươi đáp ứng ta được không? Nàng cầm lấy tay hắn, khát cầu nhìn hắn. Hạ thanh xuyên thống khổ nhắm mắt lại, lại ngưỡng ngửa đầu. Hắn khóe mắt thoáng hiện một giọt trong suốt, lập tức biến mất không thấy. Hảo! Nàng cuối cùng một cái nguyện vọng, hắn không thể làm cho nàng có tiếc nuối. Cuối cùng, nàng rốt cục đổ trong ngực hắn, không có gì sinh mệnh hơi thở. Hắn nhanh ôm chặt nàng, cuối cùng, ở nàng trên trán hạ xuống vừa hôn, khóe mắt rốt cục bị nước mắt ướt nhẹp. Hắn ôm nàng trên mặt đất ngồi chồng hỗn hồi lâu, lâu đến ngày hôm sau nắng sớm lại xuyên thấu qua tầng mây chiếu vào này tòa cung điện. Từ nay về sau, hắn chính là chân chính người cô đơn. Quá. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Bốn bỏ năm lên, này cũng coi như hôn nhẹ đi. Chương 18. Tâm ý bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com này mạc diễn chấm dứt chung quanh tiểu cô nương mới ô ô ô khóc đứng lên vừa mới muốn hiện trường thu âm chung quanh đều không cho phép nhân vây xem lại càng không hứa phát ra âm thanh hảo thảm a vì cái gì đã trải qua nhiều như vậy thống khổ cuối cùng vẫn là không thể cùng một chỗ tiểu thi một bên khóc một bên lấy tay mạc nước mắt hạ lão sư cùng anh anh diễn thật tốt quá nhìn sẽ khóc đã chết vây xem nhân khóc thảm thiết, làm đương sự lâu anh cùng Hạ Thanh Xuyên thể hội tự nhiên càng sâu. Hạ Thanh Xuyên trước đứng dậy, theo sau đem lâu anh nâng dậy đến. Thế nào, có khỏe không? Có thể hay không không xảy ra diễn? Ông Hòa Thanh âm vang lên, mang theo quan tâm. Lâu anh ngồi chồng hỗn lâu, chân còn ma, mượn dùng Hạ Thanh Xuyên lực đạo tài năng đứng vững. Hoàn hảo, lập tức có thể điều chỉnh lại đây. Lâu Anh nhợt nhạt nở nụ cười hạ. Nàng lúc này chích mặt trắng trong thuần khiết đơn bạc lụa trắng váy, toàn thân không có bao nhiêu dư trang sức, tóc thượng chích sáp chích bạch ngọc trâm. Nhất cười rộ lên, phản phất quản hàng tiên tử, thanh linh tinh thuần. Hạ thanh xuyên theo trong lòng lấy ra khăn tay, trà xác Lâu Anh ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, hạ lão sư đều là tùy thân mang theo khăn tay sao? Giống như tùy thân mang khăn tay mọi người thực thân sĩ. Hạ Thanh Xuyên không có thừa nhận cũng không phủ nhận, người ở bên ngoài trong mắt, hắn như trước là cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng tự phụ ảnh đế, khả quen thuộc người của hắn đều biết nói, hắn giờ phút này đã dở xuống đối nhân xa cách. Lâu anh thấy hắn vẫn dơ khăn tay, ngượng ngùng cự tuyệt, tiếp nhận sau lau bên môi đường đỏ tương. Đường đỏ tương đã muốn có điểm phạm, sát đứng lên đắc dụng điểm khí lực. Cuối cùng, lâu anh vương phấn phấn đầu lưỡi nhẹ nhàng thêm hạ, đem cuối cùng một chút sát không xong thêm sạch sẽ. Đừng nói, còn cử ngọt. Hạ Thanh Xuyên trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ánh mắt bắt đầu chuyển biến làm một cái sâu thẳm toàn qua, đem sóng ngầm đều đặt ở dưới. Nàng rốt cuộc có biết hay không, nàng vừa mới trong lúc vô tình động tác, đối nhân mà nói là cỡ nào trêu chọc tiếng lòng. Hứa dương vốn ở đây ngoại, thấy bọn họ nhất chấm dứt, cực có mắt sắc đang cầm hoa lại đây còn nói đối người ta tiểu cô nương không có ý nghĩa nếu không có ý nghĩa như vậy ba ba gọi hắn chuẩn bị hoa là để làm chi trước kia hợp tác cũng không gặp ngươi như vậy nhiệt tình trong lòng phung tàu về phung tàu hứa dương vẫn là đem hoa đưa cho hạ thanh xuyên chúc mừng sát thanh hạ thanh xuyên lại tự mình đem hoa đưa cho lâu anh hắn đưa là nhất đại thúc bách hợp lâu anh vừa vặn có thể hai tay ôm cảm ơn hạ lão sư còn muốn cảm ơn ngươi mấy ngày nay chỉ đạo cùng chiếu cố. Cái này sát thanh, lâu anh đột nhiên có chút thương cảm. Đến kịch tổ hai tháng, ở chung không lâu sau, nhưng hắn cùng đạo diễn đều cử chiếu cố của nàng. Nói không chừng chúng ta về sau còn có thể hợp tác. Hạ thanh xuyên vui đùa bàn nói một câu. Hai người nói không nói mấy câu, đạo diễn cũng lại đây. Anh anh, chúc mừng sát thanh, về sau tái hợp tác A. À. La Đạo cười đến mặt mày hồng hào, đem hoa đưa cho Lâu Anh. Này tiểu cô nương, bộ dạng hảo, hành động hảo, có linh khí, lại không lên yêu, hợp tác đứng lên thật sự là rất bớt lo. Cám ơn đạo diễn mấy ngày qua chiếu cố. Lâu Anh cười hướng La Đạo vây loan hạ thắt lưng. Tiếp theo, lại hướng kịch tổ nhân viên công tác nói lời cảm tạ. So với việc một ít hành động không tốt còn đùa dẫn đại bài ngôi sao, Lâu Anh thật sự thật tốt quá kịch tổ nhân viên đối nàng cũng đều ấn tượng không sai. Mọi người cùng nhau vô cùng náo nhiệt đi tụ cơm, trong lúc này, hàng thời hân lại xuất mã cấp Lâu Anh vòng nhất ba hảo cảm. Trở lại khách sạn, Lâu Anh mới ra thang máy, lại bị Hạ Thanh Xuyên gọi lại. Hạ lão sư có chuyện gì? Lâu Anh mở to ước sủng ánh mắt hỏi. Cô lo phun tính đem quay chụp ngày định tại đây tháng cuối tháng, ngươi có đương kỳ sao? Hạ Thanh Xuyên chính là theo bản năng gọi lại nàng. Lúc này bị hỏi, đành phải tùy ý tìm cái lý do. Lâu Anh cầm trong tay nhất đại phủng hoa, có điểm trắng tầm mắt, sai lệch nghiêng đầu. Tiếng tổ là tháng sau Ba Hào, hẳn là có thời gian. Lâu Anh gật gật đầu khẳng định nói, có thời gian. Ta đây liền cùng phẩm bài phương xác nhận. Ân. Ừ. Vấn đề hỏi xong, kia ứng cần phải trở về. Hạ Lão sư ngươi hạ bộ diễn xác định sao? Lâu Anh trầm mặt một cái chớp mắt, vẫn là trả lời. Xác định, là Tần Huy đạo diễn tân diễn. Ngươi diễn người nào nhân vật? Bên trong nữ nhị hào, là cái nhân vật phản diện. Ân. Ừ. Hạ Thanh suy nhíu mày, có điểm ngoài ý muốn. Trước mắt này tiểu cô nương, không công tịnh tịnh ngoan ngoãn mềm, đi diễn nhân vật phản diện. Ta nghĩ khiêu chiến một chút, hàng tỷ cũng nói như vậy có thể miễn cho ta bị hạn chế diễn lộ. Lâu anh đại khái đoán được hắn vì cái gì kinh ngạc, nhẹ giọng giải thích. Là rất tốt. Hạ Thanh Xuyên nhận thức đồng gật gật đầu. Ngươi về sau tính chủ công đại màn ảnh. Hắn hỏi. Hẳn là đi, nếu có hảo vỡ, cũng có thể tiếp kịch truyền hình. Ân, ta thực chờ mong ngươi kế tiếp tác phẩm. Như thế nào không hiểu có điểm xấu hổ cảm ơn hạ lão sư, ta sẽ hảo hảo cố gắng. Ân, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Hạ lão sư cũng là, ngủ ngon. Lâu anh một bên trở về đi, trong lòng có điểm nghi hoặc. Nàng vừa mới cảm giác hạ thanh xuyên giống như muốn nói gì, cuối cùng nhưng không có nói, hơn nữa, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy bọn họ vừa mới đối thoại có điểm xấu hổ. Trở về rửa mặt hoàng nằm ở trên giường, lâu anh đột nhiên nhớ tới hôm nay kia tràn diễn. Hắn dừng ở chính mình trên trán vừa hôn. Kịch bản thượng cũng không có viết này động tác, là chính hắn lâm thời thêm. Nàng lúc ấy còn tại diễn trung, cũng không có quá lớn cảm giác. Hiện tại hồi tưởng đứng lên, lâu anh cảm thấy bị hắn thân quá địa phương tựa hồ ở nóng lên. Nàng mỗi tiếp nhất bộ diễn đều đã trước đó đâu có, không tiếp thân mật diễn, hôn diễn. Nàng ba mẹ có thể đồng ý nàng tiến giới giải trí đã muốn là lớn nhất lui bước nếu nhìn thấy nàng cùng xa lạ nam nhân thân mật tiếp xúc, biết nàng bị chiếm tiện nghi, phỏng chừng sẽ bị tức chết. Khi hôm nay chuyện này, rốt cuộc muốn hay không cùng đạo diễn nói, tiễn điệu đâu. Lâu anh nằm ở trên giường rối rắm nửa ngày, nàng cảm thấy hoàn hảo, cũng không biết là đối phương là ở chiếm tiện nghi. Nhưng là, nếu như bị nhà nàng lý nhân nhìn đến, cũng không biết có thể hay không mắng tử hạ thanh xuyên. Ai, Muốn là vì hôn hạ cái tráng liền chạy đi tìm đạo diễn, như thế nào cảm giác như vậy nói thêm nữa. Quên đi, đến lúc đó rồi nói sao. Lâu anh ở trên giường lăn hồi lâu, mới rốt cục ngủ. Bên kia, Hạ Thanh xuyên trở lại phòng, theo bản năng sờ sờ môi. Hắn lúc ấy cũng không có tưởng nhiều lắm, liền như vậy tự nhiên mà vậy hơn nửa này một cái hôn. Hiện tại ngẫm lại, hắn đều có điểm khó có thể tin chính mình hội như vậy xúc động hắn không phải không trường thi thêm diễn quá, cũng là lần đầu tiên thêm thân mật diễn. Hạ Thanh Xuyên ngồi vào sofa thượng, tùy tay cởi bỏ quần áo trong cổ áo chỗ nút thắt, lộ ra mảnh nhỏ trong ngực, cho hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất tăng thêm vài phần tà tứ. Hắn ngồi một lát, bỗng nhiên đứng dậy theo băng tương lý cầm một lọ băng nước khoáng quán nhập khẩu trung. Hắn hướng đến thực lý trí, đến vậy khi, nếu tái không phát hiện chính mình không thích hợp liền thật là trư đầu óc bất quá, hắn còn phải chờ một chút, chờ này bộ diễn chấm dứt, chờ nhân vật đối hắn ảnh hưởng toàn bộ biến mất, khi đó hắn tài năng xác định chính mình tâm ý là thế nào. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hồi lâu sau, ở truy thê trên đường nhấp nhô đi tới Hạ Thanh Xuyên vẫn hối hận chính mình vì cái gì muốn nhiều chờ lâu như vậy. Chương 19 Nhu nhu đầu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Ngày hôm sau, Hỏa quốc, kịch tổ tuyên bố Lâu Anh sát thanh vi bác. Chúc mừng Lâu Anh sát thanh, kỳ đợi chúng ta lần sau gặp lại. Xứng đồ là Lâu Anh ôm hoa ảnh chụp, ảnh chụp lý nàng đang cúi đầu cười, mỹ kinh người. Ngay sau đó, Hạ Thanh Xuyên cũng phát quan bác. Chúc mừng sát thanh, là cái còn thật sự tiểu cô nương, biểu hiện rất tuyệt, hỏa quốc kịch tổ. Chúc mừng. Lại xứng trương Lâu Anh phía trước xem kịch bản đồ, tiểu cô nương đoan chính ngồi, lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt, mơ hồ có thể thấy được kịch bản thượng tràn ngập chú giải. Vạn năm không phát vi bát nhân phát ra vi bát, Hạ Thanh xuyên phang nháy mắt liền tạc, bị kích động điểm đi vào, lại phát hiện cư nhiên là chúc mừng người ta sát thanh, xứng đồ cũng là người ta. Hạ lão sư tiểu mê muội, mặc dù nhiên bất là nam thần ảnh chụp, nhưng chỉ nếu nam thần phát ta đều thích, là hạ không phải gì. Ta nhớ rõ nam thần thượng một cái vi bác cũng là này tiểu cô nương. Người qua đường đã. Tuy rằng nhưng là, ta cảm thấy này tiểu tỷ tỷ còn rất tốt xem. Hạ thanh xuyên tiểu mê mụi 114 hào. Không hiểu cảm thấy này tiểu cô nương thực còn thật sự. Tiếp theo, nàng còn xứng hé ra kịch bản phóng đại sau ảnh chụp, mặc dù thấy không rõ tự, nhưng ít ra nhìn ra được mặt trên bút ký không ít. Hô lạp lạp. Nhược nhược nói một câu, theo ta cảm thấy nam thần đối này tiểu tỷ tỷ không đồng nhất bàn sao này bình luận đưa tới không ít người thảo luận bất quá rất nhanh đã bị một ít hoạt nhìn cao lớn thượng lại có để ý có theo bình luận thuyết phục chủ yếu còn là vì hạ thanh xuyên thật sự thái thanh tâm ít ham muốn cũng không thấy hắn đối người nào nữ diễn viên có ý tứ quá cho nên mọi người tình nguyện tin tưởng hắn là thưởng thức lâu anh hành động cùng cố gắng lâu anh vừa rời giường đùa dẫn hoàng nha tẩy hoàng mặt còn chưa kịp thay quần áo chợt nghe đến tiếng đập cửa. Nàng tưởng Lam Lam hoặc hàng tỷ các nàng, theo bên trong ra bên ngoài vừa thấy, cư nhiên là Hạ Thanh Xuyên. Lâu anh vội vàng đem cửa mở ra, trong mắt mang theo nghi hoặc, Hạ Lão Sư như thế nào lại đây? Hạ Thanh Xuyên xem lâu anh lôi thôi lết thích, tóc có điểm lông xù, không hiểu có điểm ngốc manh. Ngươi là buổi chiều phi cơ đi. Ân. Ừ. Lâu anh gật gật đầu. Ta chờ một lát muốn đi phiến tràng, trước tiên đến nói với người thanh tái kiến. Hạ thanh xuyên thần sắc ôn hòa, thậm chí coi như thượng ôn nhu. Bất quá lâu anh cũng không phải lần đầu tiên thấy hắn như vậy, hắn còn thường thường giáo nàng diễn trò, thái độ vẫn thực ôn hòa, cũng không thấy kỳ quái. Cảm ơn hạ lão sư, cũng hy vọng hạ lão sư kế tiếp diễn quay chụp thuận lợi. Ân. Ừ. Hạ thanh xuyên chịu đựng hầu gian dương ý, vương thon dài thủ ở nàng trên đầu nhu nhu hắn động tác lập tức trước lấy lâu anh kháng nghị ánh mắt. Hạ Thanh Xuyên rốt cục buông tha nàng, hoa đào mắt lý nhiễm thượng vài phần ý cười, trở nên liễm diễm đứng lên. Ta cái này đi phiến tràng, anh anh tái kiến. Tuy rằng trong lòng có điểm luyến tiếc, bất quá nghĩ đến cuối tháng khi còn có thể nhìn thấy tiểu cô nương, Hạ Thanh Xuyên tất nhiên không thể mất mát, Hạ Lão Sư tái kiến. Lâu anh phất phất tay. Nhìn theo Hạ Thanh Xuyên rời đi sau, Lâu Anh trở lại phòng đổi hảo quần áo, lúc này nàng mới phát hiện Hạ Thanh Xuyên ngải đặt chính mình. Điểm đi vào vừa thấy, là hắn phát chúc mừng nàng sát Thanh Vi bác. Lâu Anh vội vàng phát, cũng cảm tạ này hai tháng đến chiếu cố. Lâu Anh mà nói, ngữ khí cung kính, hoàn toàn chính là người mới đối tiền bối thái độ, cái này càng kêu Hạ Thanh Xuyên phan yên tâm. La Thiến nhìn trên mạng tin tức, phiên cái xem thường, tràn đầy kinh thường ở mặt ngoài thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ, nhưng ai biết nói bọn họ tư dưới xấu xa đâu. Theo tham diễn đến bây giờ, bởi vì kịch tổ cùng Hạ Thanh Xuyên, Lâu Anh lập tức theo trước kia tiểu trong suốt phi thăng đến tam tuyến. Khó trách người nhiều như vậy đều muốn cùng hắn đáp thượng quan hệ, chẳng sợ điện ảnh còn không có tuyên truyền chiếu phim, chỉ cần đem đồng Hạ Thanh Xuyên hợp tác tin tức công bố đi ra ngoài, có thể mang đến thật lớn nhiệt độ. Đêm này nọ thu thập hảo, lâu anh đoàn người đi ăn cơm trưa tiếp theo liền thẳng đến mấy tràng hạ thanh xuyên ngày hôm qua đưa của nàng hoa còn mới mẻ lâu anh không bỏ được nhưng cũng nhất định mang đi trở lại kinh thị lâu anh về nhà đợi vài ngày nàng ba mẹ nhìn thấy nàng tự nhiên lại là một trận đau lòng kêu nàng không cần đi diễn trò chịu khổ mỗi lần đều phải đến như vậy một đoạn lâu anh đã muốn thói quen tiếp theo lâu phụ còn nói nàng danh khí thành lớn càng phải chú ý an toàn làm cho nàng theo trong nhà nhiều mang vài cái bảo tiêu lâu anh nhớ tới lần trước thiếu chút nữa trúng kế chuyện không có cự tuyệt chỉ nói không cần rất đàng hoàng là tốt rồi vì thế nàng kế tiếp hơn hai cái bảo tiêu kim trợ lý lâu anh sát thanh hoàng không bao lâu theo chúng kịch tổ cũng công bố nàng sắp sửa sức diễn nữ nhị hào thích tuyết tin tức tin tức nhất công bố trên mạng lại là một trận thảo luận Tần Huy là quốc nội nổi danh đạo diễn, muốn lên hắn diễn cũng không dễ dàng. Người sáng suốt đều nhìn ra được Lâu Anh bằng vào họa quốc phi thăng, trong vòng nữ ngôi sao lại tưởng đào ra Lâu Anh hát liêu đem nàng thải đi xuống. Nề hạ có liên quan Lâu Anh tư liệu thật sự quá ít, lại có lâu gia âm thầm đem khống, những người đó tưởng hát cũng không có hát. Lâu Anh một bên bồi người nhà, một bên chuyên tâm chuẩn bị tân diễn, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không như thế nào cùng hạ thanh xuyên liên hệ hạ thanh xuyên mỗi ngày đều đã xem trọng mấy lần di động thu được tin tức lý nhưng không có một cái là lâu anh thật sự là cái tiểu không lương tâm dùng hoàng liền nhưng lâu như vậy cũng chưa cho hắn phát quá tin tức chờ tiếp qua đoạn thời gian nên sẽ không muốn đem hắn đã quên đi hạ thanh xuyên nghĩ đến đây nhất thời có điểm tọa không được cầm di động vút phẳng tối nhưng vẫn còn quyết định cấp nàng phát cái tin tức Hai người phía trước bỏ thêm vi tính, lâu anh có khi sẽ ở mặt trên hỏi chút hành động phương diện vấn đề. Đột nhiên thu được hạ thanh xuyên tin tức, lâu anh kinh ngạc hạ. Hạ lão sư. Gần nhất ở làm gì? Ai tới tin tức? Lâu mẫu hỏi. Lâu mẫu đã muốn là nhanh 50 người, nhưng nhân bảo dưỡng thỏa đáng, khí chất cao quý, nhìn qua bất quá 30 xuất đầu, cùng lâu anh đứng chung một chỗ, còn có điểm giống tỉ muội không biết vì cái gì lâu anh không hiểu có điểm chột dạ nói ở trong miệng tha một vòng cuối cùng hồi đáp là hàng tỷ hỏi ta gần nhất ở làm gì lâu mẫu nga một tiếng liền không hề truy vấn đúng rồi anh anh ngươi kêu hàng thời hân hảo hảo trấn tuyệt đối không thể tiếp loạn thất bát tao diễn lâu mẫu lo lắng dặn dò mụ mụ yên tâm tốt lắm hàng tỷ có chừng mực Lâu anh biết nhà mình mẫu thượng đại nhân nói loạn thất bát tao diễn là chỉ cái gì, đơn giản chính là này hôn diễn, dường diễn, bại lộ diễn. Dù sao, cho dù là diễn trò, bọn họ cũng không cho Lâu anh bị chiếm tiện nghi. Lâu anh cầm lấy di động, âm thầm ngắm mắt Lâu mẫu, thấy nàng lực chú ý không ở chính mình di động thượng, thế này mới đánh chữ hồi phục Hạ Thanh Xuyên. Hạ Thanh Xuyên đem tin tức phát sau khi đi qua liền nhìn chầm chầm vào di động, đợi 2-3 phút mới thu được của nàng hồi phục. Tiểu cô nương Đang cùng người nhà cùng nhau nói chuyện phím. Theo lý, nàng ở bồi người nhà, hắn không nên quấy rầy của nàng, bất quá, hạ thanh suy nhịn không được cứ như vậy gián đoạn, lại đánh câu phát đi qua. Hạ lão sư Tân diễn chuẩn bị thế nào? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hạ lão sư muốn khai liêu. Chương 20 Gặp lại bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com lâu anh gặp cảm thấy ở mẫu thượng đại nhân trước mặt cùng đồng tổ nam diễn viên hổ phát tin tức có điểm nguy hiểm thuận miệng tìm cái lý do hồi chính mình phòng nàng còn chưa kịp hồi tin tức liền lại thu được hạ thanh xuyên mà nói hạ lão sư nếu là có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta lâu anh nghĩ nghĩ trở về câu cảm ơn hạ lão sư tiếp theo nàng lại muốn đến, nàng cũng không ở kịch tổ, luôn đi quấy rầy hắn có thể hay không không được tốt, lại đánh hạ một chuỗi tự. Tiểu cô nương, có thể hay không quấy rầy ngươi. Hạ Thanh Xuyên nhìn di động màn hình, đột nhiên liền nở nụ cười. Một bên vương hy nhìn đến hắn cười đến vẻ mặt nhộn nhạo, câu nhân thật sự, hận không thể chụp được đến làm cho hắn phát vi bác. Đáng tiếc, này tổ tông chính là không thương phát ra từ chụp. Thanh Xuyên nhìn đến cái gì cười đến như vậy vui vẻ vương hy trong mắt lóe bát quái quang không có gì chính là một ít thú vị chuyện hạ thanh xuyên thu hồi di động dường như không có việc gì nói vương hy có điểm không tin nhưng là hắn không chứng cớ hạ thanh xuyên thon dài thủ ở màn hình thượng linh hoạt đánh hạ vài điểm gửi đi hạ lão sư sẽ không có cái gì vấn đề đều có thể hỏi ta lâu anh thu được tin tức sau lại do dự hồi lâu nàng cảm thấy đi kế tiếp hắn sẽ đi chụp ngoại cảnh khẳng định mệt chết đi nghỉ ngơi thời gian vốn tự ít đi nếu không phải tất yếu nàng vẫn là không cần quấy rầy hắn tiểu cô nương cám ơn hạ lão sư ta sẽ ngươi phách khí vất vả sớm một chút nghỉ ngơi đi hạ thanh xuyên nhìn đến sau cười cười trở về câu ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi ngủ ngon Hạ Thanh Xuyên vốn tưởng rằng, ngày đó qua đi, lâu anh hội lại cho hắn phát tin tức, nhưng là hắn tả chờ hữu chờ, như trước không đợi đến một chữ. Chẳng lẽ nàng lại đem hắn đã quên? Hắn còn nhớ rõ nàng ở kịch tổ khi, một ngụm một câu nhu thuận Hạ Lão Sư, thường thường liền cho hắn đưa điểm tâm hoa quả, còn đối hắn diễn điện ảnh thuộc như lòng bàn tay, tựa như hắn tin bột ti giống nhau. Như thế nào vừa ly khai, liền biến bất vô tung vô ảnh, ngay cả cái tin tức cũng không phát. Lâu anh cũng không biết nói hắn ý tưởng, nàng nguyên bản muốn cùng Hạ Thanh Xuyên đáp diễn liền là vì cô gái thời kỳ xúc động cùng chấp niệm, sau lại nàng phát hiện, diễn trò cử có ý tứ, trừ bỏ cùng hắn hợp tác, còn có nhiều hơn lựa chọn nha. Liền tỷ như, nàng hiện tại tiếp này nhân vật cũng cử có ý tứ. Ở chụp đại ngôn tiền một ngày buổi tối, Hạ Thanh Xuyên rốt cục nhịn không được lại cấp Lâu anh phát ra tin tức. Hạ lão sư ngày mai sẽ đi quay chụp ngươi chuẩn bị thế nào tiểu cô nương đã muốn chuẩn bị tốt tuy rằng lâu anh cũng không biết chụp quảng cáo muốn chuẩn bị cái gì có cái gì hảo chuẩn bị hạ lão sư ngày mai có dưới nước quay chụp ngươi hội bơi lội sao tiểu cô nương hội chính là khả năng nín thở nghẹn không được rất thời gian dài hạ thanh xuyên nhìn di động thượng tự cơ hồ có thể tưởng tượng được đến lâu anh kia nhu thuận bộ dáng. Hạ lão sư. Không quan hệ, đến lúc đó chụp ảnh sư hội phối hợp. Hai người đơn giản hàng huyên vài câu, liền đều tự nghỉ ngơi, vì ngày mai quay chụp nghỉ ngơi dưỡng sức. Lần này quay chụp chủ đề là đại hải cùng tình lữ, nói được tái tục khí chúc, chính là vương tử cùng mỹ nhân ngư công chúa chuyện xưa. Bất quá, tái tục khí chuyện xưa, chỉ cần chụp cú hảo, đủ duy mỹ, vẫn là có nhất đại ba nhân ăn. Quay chụp địa điểm ở S thị. Lâu anh sáng sớm liền đứng lên, từ hàng thời hơn tiếp hướng sân bay đi. Đồng hành làm nhiên còn có của nàng trợ lý cùng bảo tiêu, còn có hóa trang sư ngôn nghiêng. Lâu anh cọ hạ thanh xuyên danh khí tăng lên không ít nhiệt độ, nhưng cũng may còn chưa tới mỗi người đều có thể nhận ra đến trình độ. Bọn họ đến lúc đó đã muốn mau giữa trưa, phẩm bài phương trước cho bọn hắn an bài chỗ ở lần này quay chụp, dự tính là hai đến tam thiên. Lâu anh thu thập hảo đi ra dưới lầu hoa viên nhà ăn ăn cơm, chính ăn, trước mắt đột nhiên bỏ ra một bóng ma. Dương mắt nhìn lại, đúng là hạ thanh xuyên. Hắn hôm nay mặc bạch tê tuất xứng hưu nhàn khố, trên đầu đội mũ lưỡi trai, cả người thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái lại hiển tinh thần phấn chấn, nói là sinh viên đều không hề vi cùng cảm. Hắn lặng lặng đứng ở tại chỗ, thủ chống cái bàn, khinh cúi xuống thân, dĩ vãng đạm mặt ánh mắt, giờ phút này lại cái đĩa ôm nhu, xa cách khí chất cũng nhu hòa xuống dưới, muốn hấp dẫn nhân thiêu thân lao đầu vào lửa. Hạ lão sư Lâu anh kinh ngạc vừa sợ hỉ, trừng mắt thật to ánh mắt ngửa đầu nhìn hắn. Nàng biết hắn sẽ đến, lại không nghĩ rằng hắn hội trực tiếp xuất hiện ở chính mình trước mặt. Bị nàng như vậy nhìn, hạ thanh xuyên cố nén trụ đáy lòng dương ý, thanh thanh cổ họng hỏi. Ngươi tới đã bao lâu? Ta cũng vừa đến trong chốc lát. Lâu Anh cười trả lời: "Hạ lão sư ăn cơm sao, muốn hay không cùng nhau ăn?" Tiệc đứng sảnh liền ở bên cạnh, muốn ăn cái gì chính mình lấy, thực phương tiện. Phân biệt hơn 10 ngày, lần đầu tiên nhìn thấy nhân, thẳng đến lúc này, Hạ Thanh Xuyên vắng vẻ tâm mới xem như nhồi. "Hạ lão sư." Hạ Thanh Xuyên lấy lại tinh thần, phát hiện tiểu cô nương chính nghi hoặc nhìn chính mình. "Ân" ngượng ngùng ngươi vừa mới nói cái gì ta hỏi hạ lão sư muốn hay không cùng nhau dùng cơm hảo hạ thanh xuyên vừa xuống phi cơ lại đây cũng không có bao nhiêu khẩu vị bất quá nàng tướng yêu mà nói hắn có thể cùng nàng cùng nhau nhà ăn ở bên cạnh lâu anh chủ động đứng dậy dẫn hắn đi qua nơi này là món chính bên này là hoa quả cùng món điểm tâm ngọt còn có rượu thủy đồ uống gặp tiểu cô nương như thế ân cần, Hạ Thanh Xuyên phía trước bị vắng vẻ út khí cũng tiêu tán, trong mắt nở rộ ra ý cười, giống chích câu lòng người phách nam yêu tinh. Lâu anh cảm thấy làm chờ hắn lấy có điểm xấu hổ, liền lại cầm cái bàn tử trang mấy khối hoa quả. Hai người lấy hảo thực vật trở về, đối mặt ngồi. Lâu anh kỳ thật đã muốn ăn có 6-7 phân no rồi, bất quá, vì tránh cho xấu hổ, nàng vẫn là cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ lại ăn chút. Hạ Thanh Xuyên ánh mắt không tự giác dừng ở trước mặt tiểu cô nương trên người, thấy nàng chu cái miệng nhỏ hợp lại, quay hàm nhất cổ nhất cổ, đáng yêu cực. Lâu anh buông đồ ăn, gặp Hạ Thanh Xuyên chích ăn một chút, nhìn không được nói. Hạ lão sư liền ăn như vậy điểm sao? Hạ Thanh Xuyên gật gật đầu, giống như treo chọc bàn nói. Ăn béo thượng kính khó coi. Tiểu cô nương mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc đứng lên, dùng cùng loại thuyết giáo ngữ khí nói ăn uống điều độ giảm béo không thể thực hiện muốn bảo trì hảo dáng người muốn cân đối ẩm thực hơn nửa số lượng vừa phải vận động mới được hạ thanh xuyên nghe nói như thế trong mắt ý cười càng phát ra biến thâm ngươi nói đúng hạ thanh xuyên phối hợp lâu anh giống cái đệ tử giống nhau ngoan ngoãn nghe giảng vì thế hắn lại cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn mấy khẩu lâu anh thấy thế thế này mới vừa lòng hạ thanh xuyên nhìn của nàng cười Đột nhiên cảm thấy khẩu vị tốt lắm chút. Hai người vừa ăn xong không bao lâu, mới đi hai bước tiêu thực, phẩm bài phương sẽ gọi người. Bọn họ đều xem qua kịch bản, này chi quảng cáo đối hành động yêu cầu không cao, là tối trọng yếu là hình ảnh muốn duy mỹ. Hạ Thanh xuyên sắm vai nam chủ là quý tộc vương tử, lâu anh tự nhiên chính là cái kia tiểu mỹ nhân ngư công chúa. Lâu anh tạo hình phức tạp, nhất là ngư vĩ bộ phận. Toàn bộ tạo hình làm ra đến ước chừng dùng tam mấy giờ háo khi lâu như vậy làm được hiệu quả tự nhiên là kinh diễm hạ thanh xuyên xem qua đi hô hấp nháy mắt bị kìm hãm tác giả nói ra suy nghĩ của mình hạ thanh xuyên ân nhìn đến tiểu cô nương khẩu vị là tốt rồi chút